Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 4. Chương 31, chạy đi đâu rồi? Đường ở Lăng Vân Trấn vô cùng sạch sẽ, Tô Hạo còn tưởng chỗ nào giống như Trung Quốc thời phong kiến, bẩn thiên nhiều rác. Nhưng vào đây mới biết hắn tưởng tượng hơi nhiều, đường đi ở đây được lát những phiến đá xanh kín kẽ, hai bên thì toàn là nhà ở, đầy đủ kiểu dáng, sắp đặt chỉnh tề, kéo dài đến xa xa. Người ra vào thị trấn nối liền không dứt, phần lớn là người thôn trang xung quanh mang hàng hóa của mình đến nội thành buôn bán, ngựa xe ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Đối với Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo mà nói, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhiều người như vậy, trong mắt đều là người, người, người. Tiểu Béo tò mò nhìn cái này, tò mò xem cái kia. Kẹo đường làm bằng thú liệt, 2 đồng một cái. Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào, nuốt xuống nước bọt. Bánh bao làm bằng thịt heo rừng, mới ra lò, 1 cái 3 đồng. Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo gửi thấy mùi thơm bánh bao, liền lập tức thay lòng đổi dạ. Bánh nướng nóng hầm hập, vừa thổi vừa ăn. Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo đều muốn ăn. Hà Kiến Dũng cùng Lão Lý hôm nay đều vô cùng hào phóng, nhìn thấy con cái mình thích, liền trả tiền mua luôn. Đương nhiên, Tô Hạo ở một bên cũng có phần. Mỗi thứ Tô Hạo đều thử một chút, ngon. Sau đó Hà Kiến Dũng lại dẫn mọi người tới tiệm may, cho 3 đứa nhỏ 2 bộ đồ kiểu dáng mới lạ. Thợ may làm cũng rất nhanh, chỉ một lát là đã có thể lấy đồ rồi. Tô Hạo nhập ra tùy tục, cũng không may bộ nào đặc thù, mà chọn vài kiểu thoại nhìn thoải mái tự nhiên nhất, áo gồm áo trong cùng áo ngoài. Áo trong chọn màu trắng, áo ngoài chọn màu lam nhạt, kiểu dáng có chút phức tạp, lại dùng đai lưng thắt lại, nhìn qua vô cùng thoải mái. Hà Thanh Thanh thì chọn một bộ đồ màu xanh, xanh trắng giao nhau, mặc vào hết sức nổi bật, khiến nàng biến thành một tiểu cô nương duyên dáng. Tiểu Béo thì lựa một bộ đồ vô cùng nổi bật, nhìn qua còn tưởng rằng hắn là thiếu gia nhà giàu, loè loẹt. Cảm giác như kiểu mặc quần đuôi đeo kính râm đi biển. Lúc này, Tô Hạo cũng không biết xấu mà để cho Hà Kiến Dũng rút hầu bao trả tiền, hắn tự mở túi của mình ra, bỏ ra 2 đồng bạc. Đột nhiên, hắn phát hiện mình lại thiếu tiền rồi. Sau đó lại đi theo Hà Kiến Dũng đến một tiệm vũ khí, chọn lấy áo giáp cùng vũ khí. Tiệm vũ khí rất lớn, Tô Hạo đảo quanh một vòng, phát hiện áo giáp ở đây rất đa dạng, vũ khí cũng rất phong phú, nào là rìu tay, đại rìu, đại đao cán dài, mâu. Ở đây có tất cả loại vũ khí, nhưng lại không có thanh kiếm nào cả. Mộng tưởng trở thành kiếm khách của hắn lập tức bị hủy bỏ. Ở thế giới này, đối thủ chủ yếu của nhân tộc là hung thú có hình thể cực lớn, phòng ngự cường hãn, có lẽ kiếm ở đây không có tác dụng gì lớn. Áo giáp Tô Hạo mới đổi 1 năm trước, nên hiện tại không cần đổ, nhưng thanh đoản đao thì không giống vậy, nó có chút tổn hại với lại, không còn cầm vừa tay nữa rồi. Vì vậy, hắn đem đoản đao của mình bán cho tiệm vũ khí, nhận được 2 đồng bạc, sau đó bỏ ra 5 đồng bạc mua một thanh đao dài khoảng 70 ly. Cầm thanh đao mới trên tay, càng cầm Tô Hạo càng yêu thích, hắn phát hiện chuyện có mới nơi cũ cũng không phải xấu như trong tưởng tượng. Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo lựa chọn cho mình một thanh trường đao cùng áo giáp, sau đó mọi người rời khỏi tiệm vũ khí. Ở trên đường cái đi dạo một vòng, đem đồ dùng sinh hoạt đều mua một đống, sau đó đoán người liền hướng thẳng học viện võ giả đi đến. Hôm nay là thời gian báo danh của tân sinh học viện, nên ở trong ngoài học viện đều vô cùng náo nhiệt, cũng coi như chén lấn. Báo danh cũng rất đơn giản, trước 12 tuổi có thể cảm nhận được huyết khí là được, sau đó điền thông tin của mình, giao 1 đồng vàng là được rồi, cũng chính là 100 đồng bạc. Điều kiện nhìn thì đơn giản, nhưng người đạt được cũng không nhiều lắm. Đầu tiên là chuyện 12 tuổi có thể cảm nhận được huyết khí, cái này đã có thể loại được nửa số người báo danh. Sau đó học phí là 1 đồng vàng, đây chính là con số khổng lồ, không phải gia đình nào cũng có thể thoáng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Tô Hạo ở trong túi lục lọi rất lâu, mới lấy được 1 đồng vàng, sau đó không nỡ mà giao cho người đăng ký, nhận lấy một bài tử có khắc hình đám mây. Đây là lệnh bài chứng minh thân phận đệ tử ở học viện Lăng Vân, nếu mất phải bỏ tiền ra làm cái mới đây. Nhân viên đăng ký trịnh trọng nói rõ. Tô Hạo suy nghĩ thật lâu,
cũng không biết nên cất vào đâu để không để mất, cuối cùng quyết định ném vào trong túi tiền. Thuận lợi báo danh nhập xong, lại sắp xếp xong chuyện ký túc xá, Hà Kiến Dũng cùng lão Lý chia tay, trở về trạm gác. Một gian ở học viện có 4 người, Tiểu Béo cùng Tô Hạo được an bài vào chung một phòng, còn 2 người khác vẫn chưa xuất hiện. Nữ sinh nhân số rất ít nên được an bài ở ký túc xá bên kia. Hai người Tô Hạo sắp xếp đồ xong xuôi, liền mang theo Hà Thanh Thanh tìm được ký túc xá của nàng, ở bên ngoài đợi nàng sắp xếp hành lý. Lúc này, Tiểu Béo quay đầu nhìn Tô Hạo, nói, Hướng Võ, chúng ta làm gì tiếp đây? Vẻ mặt Tô Hạo tỏ ra khó hiểu, hỏi, ngươi hỏi ta làm gì? Tiểu Béo mặt đầy xoắn xuýt, nói, cha ta về rồi, hiện tại chỉ có 3 người chúng ta có chút. Tô Hạo liền hiểu được, Tiểu Béo đây là đang sợ hãi. Lần đầu tiên rời khỏi cánh chim của cha mẹ, đối mặt với nhân sinh của mình, lo sợ cũng là điều bình thường thôi. Tô Hạo vỗ vỗ bả vai Tiểu Béo, không cần phải lo, kế tiếp cứ đợi học viện an bài là được, ngươi không phải nhận được một cuốn sổ hướng dẫn sao. Trước mắt cứ làm theo nó đi. Tiểu Béo vẫn còn chút bần an nói, thế nhưng mà, ở đây có chút vắng vẻ quá. Hướng Võ, ngươi không có chút cảm giác nào sao? Tô Hạo bật cười nói, sao lại không? Không phải chúng ta đều giống nhau sao? Đều lần đầu tới đây. Tiểu Béo, yên tâm đi, đâu là lần đầu tiên ngươi đến trường, chưa quen, đợi quen rồi, ngươi sẽ thích nơi đây cho xem. Tiểu Béo gật gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Thanh đi ra. Tuy rằng Hà Thanh Thanh che giấu rất khá, nhưng mà Tô Hạo vẫn cảm giác được Hà Thanh Thanh đang mê mang giống như Tiểu Béo vậy. Hắn không khỏi cảm thấy lắc đầu thở dài, đúng là tiểu hài tử mà. Đi thôi, Tô Hạo vẫy tay đi trước. Đi đâu? Tiểu Béo truy vấn. Tô Hạo giơ lên cuốn sổ hướng dẫn ở trong tay mình, bình tĩnh nói, mang các ngươi đi dạo một vòng, làm quen một chút, bằng không lại sợ sau này các ngươi lại lạc đường. Sau đó đi ăn tối. Tiểu Béo hỏi, Hướng Võ, không phải ngươi mới tới đây lần đầu tiên à? Tô Hạo gật đầu nói, đúng vậy, là lần đầu tiên tới đây. Vẻ mặt Tiểu Béo tràn đầy sùng bái, trong mắt Hà Thanh Thanh cũng hiện lên nét hâm mộ, nàng cũng muốn được như Ngô Hướng Võ, bình tĩnh, tự tin, tự nhiên, cơ trí, như thể nắm hết tất cả trong lòng bàn tay. Đây là nhà ăn, về sau sẽ tới đây ăn cơm. Bên này là luyện võ đường, trên cơ bản huấn luyện đều được cử hành ở đây. Ta đoán rằng chúng ta về sau sẽ ngây ngốc ở đây khá lâu. Còn nơi đây là nhà tắm, nơi để tắm rửa. Đây là phòng học, chúng ta sẽ học tri thức ở đây. Bên này là chỗ ở của lão sư, bình thường không có chuyện gì cũng không cần tới. Trong mắt Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Tốt rồi, hình như cũng hết chỗ đặc biệt rồi, các ngươi nhớ kỹ chưa? Hà Thanh Thanh gật đầu, Tiểu Béo vốn dĩ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Hướng Võ, có ngươi ở đây rồi, chúng ta phải nhớ kỹ làm gì? Tô Hạo cười lạnh một tiếng, nói, ừ, các ngươi tưởng ta là bảo mẫu rồi hả? Còn đòi hỏi nhiều vậy? Tiểu Béo lúng túng cười cười, không nói lời nào. Tô Hạo nhìn lên bầu trời, mặt trời cũng sắp lặn, liền nó, đi thôi. Chúng ta đi ăn một bữa. Tiểu Béo đột nhiên nói tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên, để ta mời các ngươi ăn. Nói xong không chờ Tô Hạo cùng Hà Thanh Thanh phản đối, lập tức lôi kéo hai người chạy về phía ký túc xá nam sinh, đi đi đi, về phòng lấy tiền trước. Tô Hạo nhướng mày nói, Tiểu Béo, về sau mấy thứ đồ vật quý giá như tiền, ngươi không thể để ở trong phòng, phải mang theo trong người. Tiểu Béo vung tay nói, này, không sao đâu, ngươi yên tâm đi, nó còn có thể tự chạy mất được sao? Trở lại ký túc xá, Tiểu Béo tìm kiếm một lát, đột nhiên kinh hoàng hét lớn, Hướng Võ, ngươi tới tìm giúp ta với. Tiền của ta chạy đi đâu rồi? Tô Hạo đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Chương 32, tìm tiền. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tiểu Béo buồn rười rượi, bất lực nhìn Tô Hạo cùng Hà Thanh Thanh. Rất rõ ràng, túi tiền Tiểu Béo đã bị trộm, còn không biết là do ai trộm, lúc này còn biết chạy đi đâu mà tìm đây. Tô Hạo im lặng nói, còn có thể làm sao? Ta cùng Thanh Thanh tiếp tế cho ngươi một chút, ăn ít uống ít vẫn, có thể sống được qua ngày. Tiểu Béo kêu rên, không muốn đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn Hà Thanh Thanh tràn đầy tức giận nói, đừng để ta biết đứa nào làm, nếu không ta sẽ đoạn luôn tay của hắn. Tô Hạo quay đầu nhìn Hà Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, tiền của ngươi cũng không vứt ở ký túc xá chứ.
Hà Thanh Thanh lắc đầu nói, cha ta còn dặn ta phải mang ở trên người. Tiểu béo tràn đầy oán niệm nói, vì sao cha ta không đưa cho ta cất a? Tô Họa không thèm để ý tới hắn, trực tiếp nói với Hà Thanh Thanh, để ở trên người cũng chưa chắc đã an toàn, ngươi cũng phải thường xuyên chú ý mới được. Hà Thanh Thanh gật đầu. Suy nghĩ một lát, ý thức của Tô Hạo tiến vào quả cầu không gian, ra lệnh cho Tiểu Sáng nói, kiểm tra số liệu căn phòng trước và sau khi rời đi. Kiểm tra thành công, điểm khác biệt trước và sau. So sánh thành công, phát hiện nhiều dấu chân cùng vân tay kỳ lạ. Dấu chân thu nhận sử dụng thành công, thu nhập vân tay thất bại, mời tự động thu nhập. Ngay sau đó, Tô Hạo căn cứ vào thông báo của Tiểu Sáng, cầm lấy đồ vật có chứa vân tay, đặt ở trước mặt. Thu nhập vân tay sử dụng thành công, Tô Hạo rời khỏi quả cầu không gian, đi ra khỏi ký túc xá, Thanh Thanh, Tiểu Béo, theo ta. Tiểu Béo hữu khí vô lực đuổi theo, thở dài mà hỏi, đi đâu vậy? Tìm người. Nói xong không thèm để ý tới Tiểu Béo nữa. Vẻ mặt Hà Thanh Thanh tràn đầy tò mò, đi tìm tên ăn trộm kia sao? Tô Hạo gật đầu nói, đúng, làm sao mà tìm được, ta tự nhiên có cách của ta. Nói xong, Tô Hạo lần nữa ra mệnh lệnh cho Tiểu Sáng, tìm tòi dấu chân cùng vân tay. Rất nhanh Tiểu Sáng đã đưa ra phản hồi cấp tốc, dùng màu đỏ để đánh dấu vị trí dấu chân ở trong phòng, hoặc là vị trí dấu chân phỏng đoán. Dưới ánh mắt hoài nghi của Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo, Tô Hạo mang theo hai người một đường đi tìm, đến đường cùng, dấu chân mất tích, lại chuyển qua hướng khác tiếp tục tìm tòi, rất nhanh đã tìm được chỗ. Chỉ một lát sau, ba người Tô Hạo dừng chân bên một quán ăn ngoài học viện võ giả. Tiểu nhị nhìn thấy ba người đi tới, liền cười tươi đến chào hỏi, ba vị khách nhân mời vào trong, muốn ăn món gì, ở đây đều có cả. Tô Hạo lắc lắc đầu, nói, không cần, tìm người, ngươi đi trước đi. Tiểu nhị có chút thất vọng nói, được, mời ba vị tùy ý. Tiểu Béo cùng Hà Thanh Thanh tâm thần bất định đi theo sau lưng Tô Hạo, thở mạnh cũng không dám. Bảo bọn họ đến đây một mình, khẳng định không được, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Hạo, hai người bội phục không thôi. Thuận theo cầu thang đi lên tầng 2, Tô Hạo liền phát hiện được mục tiêu của mình là một gã nam tử tóc ngắn, dáng người bình thường. Nhưng từ khí chất có thể nhìn thấy đã luyện võ qua, đoán chừng là một võ giả, tướng mạo bình thường, bởi vì nụ cười quá rộng, làm ngũ quan liền chen lấn lại gần nhau. Hắn lúc này đã gọi một bàn đồ ăn, ngồi cùng hắn là đồng bọn có thân hình cường tráng. Việc kế tiếp, bây giờ chỉ cần tới xác nhân vân tay là được. Nam tử tóc ngắn lúc này đang khoe thành quả với đồng bạn, hắc hắc cười nói, hai năm nay làm ăn không tốt lắm. Ta rất lâu rồi mới gặp được mấy tên tiểu tử ngu ngốc, lần này chỉ ôm thái độ tìm vận may, theo sau, không nghĩ tới lại kiếm được một khoản, hôm nay phát tài rồi. Tên đồng bạn ở bên liền phụ họa nói, tiểu tử ngươi hôm nay rất may mắn a, chúng ta thì không được gì, không có thu hoạch gì luôn, hôm nay dính chút vận may của ngươi mới có thể ăn được một bữa ngon đây. Nam tử tóc ngắn đắc ý nói, được thôi, khoản này có thể làm cho ta thoải mái tiêu xài một tháng. Đến, chúng ta làm một ly, cầu chúc hôm nào cũng phát tài như hôm nay. Uống. Ba người cười to, chén rượu đụng vào nhau, thời điểm chuẩn bị uống xuống bụng, thật có lỗi, quấy rầy một chút, ta cũng cần xác nhận lại một việc. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một giọng nói non nớt, nhưng ngữ khí lại thập phần thành thục. Ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một hài tuổi khoảng 9-10 tuổi, nam tử tóc ngắn liền lập tức nhịn không được nói, cút cút, cút qua một bên, đừng ảnh hưởng đại gia uống rượu. Nói qua, còn thỏ tay đến đẩy Tô Hạo. Tô Hạo một phát bắt được tay nam tử tóc ngắn, hướng lên nhìn. Vân tay đối lập thành công. Tô Hạo nở ra nụ cười sáng lạn nói, tốt rồi, tìm được ngươi rồi. Như vậy hiện tại, ngươi đem tiền lấy ra đi. Nam tử tóc ngắn kinh hãi, muốn dùng lực rút tay về nhưng không được. Nghe được Tô Hạo nói xong, liền lập tức la lớn, cái đứa nhóc này, muốn gì, mau thả tay tao ra. Tô Hạo cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn còn chưa nhớ ra gì rồi. Quay đầu hướng Tiểu Béo vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Béo, qua đây cho hắn nhớ lại một chút. Nam tử tóc ngắn lúc này mới phát hiện Tiểu Béo đứng ở một bên. Không ổn, đây chính là người mà hắn trộm tiền, hắn liền ra hiệu cho hai đồng bạn đứng lên giúp đỡ. Chỉ thấy hai người hiểu ý đứng lên, thò tay chụp vào người Tô Hạo, trong miệng thì la hét, Tiểu tử, ngươi có phải muốn gây sự hay không, thiếu đánh hả? Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một trận.
Tô Hạo nhìn cùng không thèm nhìn, nhấc chân chọn góc thật chuẩn đem hai người đá bay. Hai người bay tới đập vào trên thân cột, rớt xuống, rên rỉ không đứng dậy được. Lúc này khách nhân xung quanh nghe được động tĩnh, liền nhao nhao đứng dậy né qua một bên, để tránh khỏi bị họa vây. Tiểu nhị ở bên cạnh lập tức xông lên, nhưng cũng không dám tới gần, bối rối nhìn Tô Hạo nói, ôi ôi, đừng đánh nhau mà, chuyện gì cũng có thể nói chuyện, bình tĩnh tĩnh tình. Tô Hạo quay đầu cười với tiểu nhị, nói, không phải vội, rất nhanh là xong thôi. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn nam tử tóc ngắn, nói, vì vậy, ngươi bây giờ biết rõ ta tới đây làm gì chưa? Đem tiền trộm giao ra đây. Nam tử tóc ngắn liền chối bỏ, tiền gì, ta không biết, ngươi nhận lầm người rồi. Tô Hạo cũng không rảnh cùng hắn nói nhảm, liền bẻ cổ tay đối, phương, rắc rắc, cổ tay nam tử tóc ngắn liền bị bẻ gãy, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trái tim tiểu béo co rút lại, mắt trợn to đến ngây người. Hà Thanh Thanh cắn môi, gắt gao nít chặt nắm đấm, nhìn ra nàng nhận được trùng kích rất lớn, trong nội tâm thì tự hỏi, có phải vừa rồi nàng nói một đánh gãy tay tên ăn trộm, nên Lục Dương mới đem tay đối phương bẻ gãy không? Khách nhân xung quanh cũng ngây cả người, tiểu thiếu niên này có gương mặt rất hiền lành, nhưng không nghĩ tới một lời không hợp liền bẻ gãy tay người ta, đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Trong lòng của Hà Thanh Thanh cùng tiểu béo đều xuất hiện dấu chấm hỏi, Hướng Võ, sao ngươi biết nam tử này chính là kẻ trộm tiền? Vạn nhất nhận sai thì sao? Tô Hạo cũng không để bọn hắn trở lại, sau khi bẻ cổ tay nam tử xong, mặc kệ nam tử này cầu xin tha thứ thế nào, hắn trực tiếp đá ngã xuống đất, ở trên thân lục lọi một hồi, rất nhanh tìm được ba túi tiền. Tô Hạo cầm lấy ba túi tiền này, hỏi tiểu béo, cái nào là cái của ngươi? Cái này. Hai mắt tiểu béo sáng lên, lập tức xông lên ôm một cái túi tiền căn phòng trong đó, bảo bối lại trở về thân. Khiến tiểu béo thiếu chút nữa rơi nước mắt, tâm tình của hắn bây giờ rất muốn quỳ xuống ôm chân Tô Hạo mà cảm tạ. Lúc này, bọn họ đã không còn hoài nghi chuyện Tô Hạo nhận lầm người nữa. Mà thực khách xung quanh cũng tự hồ hiểu ra vấn đề, ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc ngắn không còn là sự thương cảm nữa, mà là hả hê, từng người vây quanh đều chỉ trỏ, xong rồi châm chọc. Nam tử tóc ngắn lúc này vẫn còn cầu xin tha thứ. Tô Hạo cầm hai túi tiền còn dư lại trong tay, lộ ra nụ cười mỉm. Nam tử tóc ngắn liền đại hỉ, cho rằng Tô Hạo muốn bỏ qua cho hắn. Không nghĩ tới Tô Hạo lại giơ chân lên, đạp gãy cánh tay còn lại của hắn. Răng rắc, nam tử tóc ngắn lại lần nữa chu lên như heo bị cắt tiết. Cánh tay còn lại của hắn cũng bị đạt gãy. Tiểu nhị lúc này gấp đến độ xoay người, nhìn Tô Hạo muốn nói lại thôi, vậy. Vậy rượu cùng đồ ăn của bàn này, tiền thì sao? Tô Hạo nhìn hắn khó xử, liền tiến lên lục soát thân nam tử tóc ngắn cùng hai đồng bạn nằm sàn, tìm ra một ít đồng bạc, ném cho tiểu nhi, nói, chừng này đã đủ chưa? Tiểu nhị lập tức lộ ra nụ cười tươi, liên tục gật đầu nói, đủ rồi, đã đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Thủ đoạn lôi đình. Đang lúc mọi người trầm trồ khen ngợi, Tô Hạo dẫn Hà Thanh Thanh cùng tiểu béo rời khỏi khách điếm. Mà hai túi tiền kia, dĩ nhiên cũng trở thành của Tô Hạo, cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 đồng bạc. Trong mắt Hà Thanh Thanh cùng tiểu béo hiện lên vẻ sùng bái không cách nào che giấu. Tuy rằng bọn họ biết rõ Tô Hạo lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới chuyện này lại đơn giản như thế. Trở về học viện, một lát sau, Hà Thanh Thanh đột nhiên nói, Hướng Võ, tiền chúng ta cầm về rồi, nhưng mà lại đánh gãy tay của hắn, có thể bị. Tô Hạo buồn cười nói, cũng không phải ngươi bị trộm tiền, vì vậy ngươi cảm thấy ta quá mức phải không? Ngươi hỏi tiểu béo xem tiểu béo có cảm thấy ta quá phận không? Tiểu béo nhìn Thanh Thanh, do dự dự mà nói như thế nào nhỉ, ta cảm thấy đoạn một tay cũng được, đoạn hai tay thì cũng có chút quá phận, nhưng mà không sao, tìm được tiền là tốt rồi. Tô Hạo bĩu môi nói, các ngươi cảm thấy không đành lòng, bởi vì các ngươi còn chưa biết sức nặng của đồng tiền. Nếu như hắn ăn trộm tiền của ta, không chỉ có hai cái tay này không đâu. Nghĩ đến đoạn Tô Hạo bẻ tay không chút tình cảm, hai ngươi không khỏi rùn mình một cái. Tô Hạo nhìn hai người, nói, hiện tại chúng ta cũng không phải đang ở trạm gác Trà Sơn, hết thảy đều dựa vào chính mình. Chúng ta không chủ động đi gây chuyện,
Nhưng mà nếu có người chủ động trêu chọc chúng ta thì phải dùng thủ đoạn lôi đình, đánh bọn họ một trận, về sau bọn họ mới biết sợ. Bởi vì một khi các ngươi nương tay, người ta sẽ cảm thấy các ngươi dễ khi dễ, lần sau lại tiếp tục tái phạm, các ngươi hiểu chưa? Hà Thanh Thành cùng Tiểu Béo gật đầu, có cái hiểu có cái không. Tiểu Béo liền hỏi, Hướng Võ, vậy như thế nào là thủ đoạn lôi đình? Tô Hạo mỉm cười nói, cái này thì đơn giản, dưới tình huống khác nhau, thủ đoạn lôi đình cũng có nhiều cách khác nhau. Ví dụ như, ngươi rất thích ăn bánh bao, nếu như trên tay ta có một cái bánh bao, bảo ngươi đổi một cánh tay lấy cái bánh bao này, ngươi có đổi hay không? Tiểu Béo liền run rẩy một cái, lập tức giấu hai tay ở phía sau lưng, lui ra xa hai bước nói, đương nhiên là không rồi, Hướng Võ, ngươi đừng đánh chủ ý tới ta. Tô Hạo có chút cạn lời, ta chỉ lấy ví dụ thôi mà. Lại nói, vì sao ngươi không muốn đổi? Đương nhiên là không đổi rồi, kẻ ngu mới đi đổi. Tô Hạo cười nói, ta đoán chừng, kẻ ngu cũng không đổi đâu, tại sao lại vậy? Bởi vì cánh tay có thể làm nhiều việc, đi đổi một cái bánh bao, cũng không đáng phải không? Tiểu Béo gật đầu nói, đúng đúng đúng. Tô Hạo nhìn Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo, duỗi ra một ngón tay nói, vì vậy, các ngươi chỉ cần hiểu rõ điều này là được, chính là, một khi có người đánh chủ ý tới ngươi, có ý định đến khi dễ ngươi, thì ngươi phải cho hắn biết, thu hoạch của hắn cũng không bằng cái giá hắn phải bỏ ra đâu, vì vậy hắn sẽ không khi dễ ngươi nữa rồi. Nhìn Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo đều trầm tư suy nghĩ, Tô Hạo lại đưa ra một cái tổng kết, vì vậy, để đối phương phải trả giá cao, đây gọi là thủ đoạn lôi đình. Dứt lời, mặc kệ hai người có nghe hiểu hay không, hắn liền mang theo hai người đi đến nhà ăn, ăn xong bữa tối. Sau khi ba người Tô Hạo rời đi, khách điếm, tầng 2, trong phòng, đồng dạng cũng có mấy tiểu hài tử đang dùng cơm, bọn họ đang nghe tai nhau thảo luận. Đại Yên ca, tên nam hài tóc ngắn kia vừa rồi thật lợi hại, xem ra cũng là tân sinh năm nay phải không? Một tiểu cô nương đầu búi hai cục tròn nói ra, dán sát bên cạnh tiểu nam hài lạnh lùng. Nam hài lanh lùng bất động thanh sắc rời xa một chút, lanh lùng nói, hẳn là vậy, rất lợi hại. Nam hài tóc dài này gọi là Kim Đại Yên, là tam thiếu gia của Kim gia, một trong ba đại tộc ở Lăng Vân Trấn, được người đợi xưng tụng là thiên tài thế hệ mới của Kim gia, vẻn vẹn mới 10 tuổi. Đã đột phá đến võ giả phong thông cao đoạn, thiên phú còn xuất chúng hơn hai vị đại ca ở phía trước, trong khoảng thời gian ngắn oanh động toàn thành, hiện tại ở Lăng Vân Trấn có danh khí rất lớn. Nhưng mà người có thể tận mắt nhìn thấy tam thiếu gia của Kim gia thì rất ít người thấy. Một tiểu cô nương váy trắng khác nhịn không được, vội vàng đứng lên, đem nữ tử đầu cột hai bím kéo ra, cao giọng nói, Mạc Tâm, ngươi cách xa ca của ta một chút. Nữ tử áo trắng này gọi là Kim Tiểu Hàm, là em gái ruột của Kim Đại Yến, thế hệ này của Kim gia được đặt tên vô cùng thú vị. Nam gọi là Đại, nữ gọi là Tiểu, khiến người khác nghe vào cảm thấy mắc cười không thôi. Nữ hài đầu tóc bím liền bất mãn nói, thế này còn chưa đủ xa à? Tiểu Hàm, ngươi quá mẫn cảm rồi đấy. Kim Tiểu Hàm trợn mắt nói, mặt của ngươi còn cách mặt của ca ca ta một chút thôi đấy. Mạc Tâm cười khanh khách, quay đầu hỏi Kim Đại Yên, nói, Đại Yến ca, vừa rồi tên kia thoạt nhìn còn nhỏ hơn chúng ta. Nhưng mà một cái liền có thể đánh ngã ba võ giả trung giai, có phải hắn cũng là võ giả cao đoạn hay không? Kim Đại Yến lắc đầu, không chắc chắn nói, không biết, tuy nhiên nếu đổi lại ta, cũng không có thể gọn gàng như hắn, đem ba người kia toàn bộ đánh gã. Nụ cười của Kim Tiểu Hàm cùng Mạc Tâm lập tức cứng đờ, vội nói, không có khả năng. Chắc hẳn tiểu tử kia may mắn thôi. Khóe miệng Kim Đại Yên khẽ cong lại, thản nhiên nói, có lẽ vậy, có cơ hội phải gặp mặt một chút. Lúc này trời đã tối xuống, trong học viện cũng chỉ có vài ánh đèn ảm đạm, cũng may chăng hôm nay vô cùng sáng. Sau khi đưa Hà Thanh Thanh về ký túc xá, Tô Hạo còn cố ý lôi kéo Tiểu Béo đưa nàng đến tận phòng, trực tiếp cho bạn cùng phòng Hà Thanh Thanh biết sau lưng nàng còn có người, miễn cho khỏi bị cô lập. Tô Hạo tuy rằng tự xưng kiến thức rộng rãi, nhưng mà hắn vẫn như cũ, không hiểu rõ sự phức tạp ở ký túc xá nữ. Lấy tình huống như Hà Thanh Thanh, lần đầu tiên rời khỏi thôn, cái gì cũng không hiểu, nên nàng rất dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt. Tô Hạo cùng Tiểu Béo trở lại ký túc xá, phát hiện hai người bạn cùng phòng đều đã tới. Một người trong đó cao lớn cường tráng, trên mặt lộ ra vẻ ngăm đen, so với Tô Hạo còn cao hơn một cái đầu, cơ bắp nổi toàn cánh tay, nhìn tướng mạo ít nhất cũng phải 12 tuổi. Nhìn qua thì, hẳn là tuyển sinh trực tiếp.
Một người khác có vóc dáng nhỏ hơn, khoảng 10 tuổi, so với mấy người bạn cùng tuổi, thì lộ ra vẻ thiếu dinh dưỡng, còn gầy hơn cả so với Hà Thanh Thanh. Lúc này hắn đang co người ngồi một góc trong giường mình, khiếp đảm nhìn nam tử mặt đen cao lớn. Xem ra hai người này không phải một phe. Nam tử mặt đen nhìn thấy Tô Hạo cùng Tiểu Béo trở về, liền lộ ra nụ cười sáng lạn, nói, a, hoan nghênh trở lại ký túc xá. Trước giới thiệu một chút, ta là Không Dương, có thể gọi ta là Dương ca, về sau ta sẽ làm lão đại ở phòng này, lời ta nói sẽ cao nhất. Được rồi, đến phiên ngươi. Tiểu Béo cùng Tiểu Lùn giới thiệu đi. Tô Hạo cảm thấy nhức đầu, hắn muôn tu cũng không ai cho hắn tu cả, liếc nhìn Tiểu Béo, phát hiện hắn bắt đầu rụt rè. Chỉ nghe Tiểu Béo nói, Dương ca tốt, ta là Lý Tồn Chí, ngươi có thể gọi ta là Tồn Chí. Chỉ nghe Khổng Dương nghiêm mặt nói, cái gì mà tồn với trả trí, hừ, rõ ràng ngươi là mập mạp chết bầm. Tiểu Béo giận không dám nói gì. Khổng Dương nhìn thấy Tiểu Béo sợ rồi, liền lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng, đắc ý nhìn về phía Tô Hạo nói, ngươi thì sao? Tiểu Lùn. Tô Hạo trước sửa lại quần áo, sau đó quay đầu nói với Tiểu Béo, nói, nhìn đây, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thủ đoạn lôi đình. Tiểu Béo mê mẩn gật đầu. Tô Hạo nhìn Khổng Dương, ngoắc ngón tay nói, đến, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Dứt lời quay người rời đi. Khổng Dương cười hắc hắc, cất bước đi theo sau ra ngoài. Hai người đứng lại, dưới ánh trăng không thể nhìn thấy biểu lộ của nhau. Ta là Tô Hướng Võ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Hạo nhắc nhở. Hắc hắc hắc, ngươi tới đây, nể tình là bạn cùng phòng, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Khổng Dương khoe lên cánh tay đầy cơ bắp của mình. Được. Dứt lời, dưới chân Tô Hạo khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Khổng Dương kinh hãi, người đâu? Bành. Tô Hạo vòng ra sau lưng Khổng Dương, đạp một cước. Khổng Dương vẻ mặt mờ mịt đứng lên, nhìn Tô Hạo vừa đứng phía đối diện bây giờ đã ở sau lưng, giận dữ nói, ngươi đánh lén. Tô Hạo lại nói, vậy ngươi để ý cẩn thận, ta lại lên rồi. Bành. Một quyền nện lên trên mặt, đem người đánh cho té gã. Ngươi. Khổng Dương vừa đứng dậy, còn chưa kịp chỉ trích Tô Hạo. Bành. Lại một cước nữa đưa hắn bay xa vài mét. Đại ca. Bành. A. Bành. Một lát sau, Khổng Dương không thèm đứng dậy nữa, cứ như vậy nằm trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, nói. Đại ca, đừng đánh nữa, ta nhận thua, về sau ngươi sẽ là đại ca của ta, tất cả đều nghe theo lời ngươi. Tô Hạo lúc này mới dừng tay, sau đó quay người nhìn Tiểu Béo đang trợn mắt há hốc mồm, nói, biết thế nào là thủ đoạn lôi đình chưa? Tiểu Béo lắp bắp nói ra, biết, đã biết. Lúc này, Nam Hải có vóc dáng nhỏ cũng lao tới, nhìn Tô Hạo nói, Hướng Võ đại ca, ta là Hoa Vạn Lý, ngươi có thể dạy ta học võ không? Ta có thể trả học phí. Tô Hạo quay đầu nhìn lại, bật cười nói, không cần, ta dạy, ngươi ở trong học viện cũng có thể học được. Chương 34, Đào Thải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ tất cả tân sinh đã tập trung ở luyện võ trường. Đếm đại khái cũng phải có khoảng 500 đệ tử, đứng lộn xộn khắp chỗ, người quen biết thì tụ tập lại với nhau, líu ríu nói không ngừng. Hiện tượng như vậy quả thật bình thường, cũng không có vị lão sư nào ra duy trì lại trật tự. Tô Hạo cùng Tiểu Béo còn có Hà Thanh Thanh đứng chờ với nhau, bọn họ tò mò nhìn đám người xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không ai nói gì. Biến hóa rất nhanh đã xuất hiện, trên đài cao ở phía trước luyện võ trường, đi ra 8 người có quần áo thống nhất với nhau. Nhìn ra thì hẳn là 8 vị lão sư, 5 nam 3 nữ, từng người đều có khí khái hào hùng, tỏa ra khí chàng thập phần cường đại. Từ lúc 8 người xuất hiện, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đệ tử, hiện trường dần dần yên tĩnh lại. Ba ba ba, lúc này, một hồi vỗ tay vang lên, mọi người thuận mắt nhìn sang. Là một nam nhân trung niên phát ra, người này mặc một thân áo báo trắng có hình đám mây, vừa vỗ tay vừa đi lên phía trước 8 vị thầy giáo. Thấy tất cả mọi người đã chú ý đến mình, trung niên nhân mở miệng nói, hoan nghênh tân sinh đến học viện võ giả Lăng Vân. Giọng nói của trung niên này khàn khàn, nghe cũng không lớn lắm, nhưng thần kỳ chính là, dù đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể nghe rõ ràng rành mạch những lời hắn nói ra. Ta là viện trưởng của học viện võ giả Lăng Vân, Tiêu Quý Hiên. Oanh! Tiêu Quý Hiên tự giới thiệu mình xong, đệ tử dưới sân lập tức ầm ĩ hẳn lên. Đây chính là viện trường Tiêu Quý Hiên. Trời ạ,
đây là lần đầu tiên ta gặp hắn, cũng quá đẹp trai tài giỏi rồi. Không hổ là một trong tam đại cường giải của Lăng Vân Chấn, nhìn thôi đã biết vô cùng cường đại. Quá đẹp trai rồi, hắn là thần tượng của ta. Tiêu Quý Hiên cũng không tức giận, mà chờ mọi người bình tĩnh lại, hắn chậm rãi mở miệng nói tiếp. Các ngươi đều là hạt giống tốt của nhân tộc, là tương lai của nhân tộc chúng ta, có thể gặp các ngươi vào ngày hôm nay là vinh hạnh của ta. Cảm ơn các ngươi đã tin tưởng Học viện Võ Giả Lăng Vân, báo danh vào học ở đây. Tiêu Quý Hiên dừng một chút, lại nói tiếp, nhân tộc chúng ta đứng đầu ở trong thiên địa này, một là dựa vào trí tuệ của nhân tộc, hai là dựa vào đời đời truyền thừa từ các bậc tiền bối. Mà Học viện Võ Giả chính là nơi truyền thừa chi địa quan trọng nhất của nhân tộc. Các ngươi học ở đây có thể tiến lên phía trước, đạt được lực lượng cường đại, chống cự dị tộc xâm lấn, giúp nhân tộc mở mang bờ cõi, vì nhân tộc truyền thừa mà chiến đấu. Chúng đệ tử nghe được lời này, nhiệt huyết dâng lên cao. Ở chỗ này, ngoài trừ luyện võ ra, các ngươi còn phải học tập tri thức, làm cho tri thức của mình ngày càng thêm phong phú, mở miệng có đức, làm việc có hồn, làm cho tâm của ngươi trở nên cao quý. Tập võ có thể giúp ngươi đạt được lực lượng cường đại, thối lui nội tâm nhát gan, học tập có thể làm cho tri thức lặng lẽ lau đi vẻ nông cạn trên khuôn mặt của ngươi. Như vậy, chúng các ngươi ở Học viện Võ Giả Lăng Vân, học hữu sở thành, đạt được mục tiêu của mình. Tiêu Quý Hiên sau khi nói xong, liền mang theo mỉm cười rời đi. Dưới đài, đệ tử sau khi nghe hắn nói chuyện, trên khuôn mặt từ người đều hiện lên vẻ kích động. Tô Hạo nhìn Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo kích động đến đỏ cả khuôn mặt, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, bài diễn văn tẩy não này, chấm hắn 99 điểm. Một lát sau, một trang hán áo bào màu vàng hình đám mây đi tới, khuôn mặt lạnh như băng, tự hồ như tất cả mọi người ở dưới đài đều thiếu nợ hắn. Tất cả mọi người đều cảm giác được bầu không khí ngột ngạt, lập tức an tĩnh lại, cẩn thận dò xét người lão sư mới xuất hiện này. Rất nhanh, trang hán mở miệng giới thiệu, nhớ đây, lão tử là Kim Đại Đồng. Ngoan ngoãn nghe lời của ta thì mới có lợi, không nghe, cút ngay ra khỏi học viện. Trong đám người, Kim Tiểu Hàm lập tức che mặt, nói, tam ca, đại ca thật mất thể diện mà. Kim Đại Yên thường xuyên lạnh lùng cũng nhịn không được phải đỏ mặt, ngượng ngùng nói cái gì vậy, hắn là đại ca đấy. Ngược lại, vẻ mặt Mặc Tâm lại hiện lên vẻ mê trai, soái ca quá đi mất thôi, đại đồng ca soái ca ca. Lúc này, Kim Đại Đồng tiếp tục nói, mấy tên tiểu tử nghe này, các ngươi đừng nghĩ đám người các ngươi có thể thuận lợi nhập học hay sao. Cũng quá si tầm vọng tưởng rồi. Lão tử nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi sẽ phải lên biểu diễn, ai mà làm lão tử xem ngứa mắt khó chịu. Thì lão tử liền đá người đấy về nơi sản xuất, từ đâu đến thì cút về đó lại. Mọi người liền sợ hãi, còn có trò này nữa à? Cả đám lập tức rối loạn lên. Tiểu Béo bên cạnh Tô Hạo có chút khẩn trương, níu Tô Hạo nói, Hướng Võ, ngươi nghe thấy chưa? Hắn còn muốn đào thải người, chúng ta bây giờ còn chưa phải là tân sinh chân chính à? Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể bị loại hay không? Vẻ mặt của Hà Thanh Thanh cũng đầy khẩn trương nhìn Tô Hạo, mong Tô Hạo có thể nói cho nàng biết, nàng nhất định có thể vượt qua bài kiểm tra. Tô Hạo an ủi, yên tâm đi, gặp chiêu phá chiêu là được. Kim Đại Đồng tiếp tục cười lạnh nói, nhìn thấy sau lưng ta còn có 8 vị lão sư không? Từng vị lão sư ở đây chỉ nhận 50 học sinh, vì vậy, ở đây hiện tại chỉ có 400 danh ngạch, mà các ngươi lại có đến 518 người. Nói cách khác, Kim Đại Đồng từng chữ một nói ra, 118 người các ngươi sẽ bị loại. Oanh, dưới sân lần nữa nổ tung. Lần này so với lần trước còn bùng nổ hơn, một đống hài tử chưa trải sự đời, trên mặt đều mang vẻ lo lắng cùng bất lực, gấp đến trình độ thiếu chút nữa khóc đi. Tiểu Béo nóng náy, giữ chặt Tô Hạo nói, Hướng Võ, làm sao bây giờ? Nếu như bị đào thải thì nên làm gì? Tô Hạo bất đắc dĩ nói, bị loại thì về lại trạm gác. Trà Sơn thôi. Không được, vậy cũng quá mất mặt rồi, cứ như vậy trở về, thế nào ta cũng bị người ta cười nhạo chết. Vậy các ngươi phải nỗ lực hết sức mà ở lại. Hướng Võ, nếu được thì ngươi giúp ta một chút a, được không? Tô Hạo gật đầu nói, nếu giúp được thì ta sẽ giúp. Tiểu Béo cùng Hà Thanh Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kim Đại Đồng lại mở miệng, hiện tại, tất cả mọi người phải nghe theo lời ta, ai không nghe sẽ bị đuổi. Thế nhưng, vào lúc này, lại có người nhảy ra, chỉ vào Kim Đại Đồng mắng, dựa vào cái gì mà ta phải nghe ngươi, dựa vào cái gì ngươi nói đuổi là đuổi. Ta vừa nộp tiền đấy,
còn có lệnh bài đây này. Kim Đại Đồng gật đầu nói, rất tốt, như vậy lão tử xin chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành người đầu tiên bị đuổi, tịch thu lệnh bài, đem đồ đạc cùng hắn đuổi ra khỏi học viện. Mặc cho tiểu thí hài kia khóc lóc thế nào cũng không thay đổi được cục diện. Lúc này, Tô Hạo mới phát hiện, không biết từ lúc nào, ở luyện võ trường đã xuất hiện hơn 10 nam tử mặc áo bào đen. Đây là đùa hay thật vậy? Tô Hạo thì thào tự nói. Lập tức trở nên nghiêm túc, không vào học, liền mất chay một đồng vàng rồi. Kim Đại Đồng cười lạnh nói, còn có ai không phục nữa hay không? Đi ra, để ta đuổi luôn cho khỏe, khỏi tốn thời gian. Chờ giây lát, thấy không có người đáp lại, liền nói, như vậy, kế tiếp, tất cả mọi người ở xung quanh luyện võ trường chạy 20 vòng, ta sẽ tùy thời đào thải những người không vừa mắt. Đồng dạng, người chạy đến đích đầu tiên sẽ có phần thưởng, còn phần thưởng gì thì còn phải xem tâm tình của ta. Cứ như vậy đi, mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vậy mà không có người chạy trước. Kim Tiểu Hàm lập tức lại che mặt, trong miệng không ngừng nhắc lại, quá xấu hổ rồi, quá xấu hổ rồi. Kim Đại Yên thì xoay mặt qua một bên, không dám nhìn, còn không chạy đi. Kim Đại Đồng đột nhiên trở nên cuồng bạo, hướng về mọi người rít gào nói, ta đếm tới ba, không chạy thì ta đuổi hết. Ba, một đám nhóc con khoảng 10 tuổi lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, bắt đầu từ từ chạy. Tô Hạo mang theo Hà Thanh Thanh cùng Tiểu Béo lẫn trong đám người, cũng theo dòng mà chạy. Từ nãy đến giờ hắn đều chú ý tới lời nói của Kim Đại Đồng, trong quá trình chạy sẽ đào thải một số người không vừa mắt. Nhưng mà Tô Hạo không biết tiêu chuẩn không vừa mắt của Kim Đại Đồng là gì, vì vậy trước mắt cứ bảo trì trạng thái trung dung, đợi thu thập đầy đủ thông tin xong rồi tính tiếp. Hắn tin chắc Kim Đại Đồng không dám làm sằng bậy, tất nhiên là bọn họ sẽ lựa chọn học viên đạt tiêu chuẩn theo phương pháp của mình rồi. Mục đích của chạy bộ, kỳ thật chính là đem mấy người không đạt tiêu chuẩn đào thải hết. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, giấy nợ. Những hài tử khi đạt đến 5-6 tuổi đã được người nhà rèn luyện bằng cách cho chạy bộ, nên chạy bộ cũng không phải là một chuyện khó khăn, nhưng mà chạy đường dài vẫn là một khảo nghiệm đấy. Tô Hạo dự đoán một vòng luyện võ trường này khoảng 1.500m, chạy 20 vòng, chính là 30 km. Đây cũng không phải là nhiệm vụ mà người bình thường có thể hoàn thành được. Thời điểm Tô Hạo chạy đến vòng thứ 5, đã có một bộ phận đệ tử bởi vì tốc độ chậm lại, bị đào thải. Thời điểm Tô Hạo chạy đến vòng thứ 8, một số đệ tử mệt mỏi co quắp, liền bị đào thải. Thời điểm Tô Hạo chạy đến vòng thứ 10, đã có đệ tử từ bỏ, hùng hùng hổ hổ nằm xuống đất, bị đào thải. Thời điểm Tô Hạo chạy đến vòng thứ 12, đã có khoảng 80 người bị loại, trong đó bao gồm cả bạn cùng phòng mới quen của Tô Hạo, Hoa Vạn Lý. Theo thời gian trôi qua, nhân số bị đào thải tiếp tục gia tăng. Lúc này, Tô Hạo quan sát được Tiểu Béo cùng Hà Thanh Thanh đã cố hết sức. Thời điểm vòng thứ 15, đội ngũ đã được kéo dài vô hạn, từng người đều thở hổn hển, hầu như ai nấy đều đã đạt đến cực hạn rồi. Lúc này, đã đào thải được 100 người, Kim Đại Yến liền xung trận chạy lên trước. Mặt hắn lúc này đã đỏ tới tận mang tai, thở hổn hển, nhưng đừng tưởng nhìn hắn như vậy mà hiểu lầm, trên thực tế hắn vẫn còn rất nhiều khí lực, dựa theo quan sát của hắn. Ngoài trừ một số người còn không nhìn ra sâu cạn, thì đại bộ phận đệ tử ở đây đều đã đạt tới cực hạn, nói cách khác, chuyện hắn đạt vị trí đầu tiên, đã nắm chắc rồi. Hả? Kim Đại Yên đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đó không phải là tiểu tử gặp ở khách điểm khi bữa sao? Như thế nào khí độ của hắn lại nhẹ nhõm thong dong như vậy? Mũi cũng không hề thở gấp. Chẳng lẽ hắn đang giả bộ? Sau khi chạy khoảng 15 vòng, Tô Hạo quan sát được một chuyện, chỉ cần vượt qua 15 vòng, thì cho dù đã đạt đến cực hạn cũng không bị đào thải, những người chưa đạt đến 15 vòng mà không thể tiếp tục liền bị. Trong nội tâm của hắn thầm nắm chắc, chạy tới bên cạnh Hà Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, chỉ cần một chút sức, cố gắng kiên trì chạy tiếp cho ta, tin ta. Sau đó thả chậm tốc độ chạy tới bên cạnh Tiểu Béo, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Lúc này, Tiểu Béo đã không còn khí lực đáp lại lời của Tô Hạo. Hắn như một cái xác không hồn chỉ biết chạy về phía trước. Hắn không biết mình là ai, ở đây làm gì, chỉ biết phải tiếp tục chạy tiếp. Nếu không chạy, cả đời này không thể ngóc đầu lên được, làm một người nhu nhược cả đời. Nhìn Tiểu Béo như vậy, Tô Hạo hơi buông lỏng nội tâm.
Hắn sợ nhất tiểu béo bởi vì mệt mỏi, đột nhiên từ bỏ, như vậy kiếm củi 3 năm liền thiếu 1 giờ rồi. Hắn cẩn thận quan sát trạng thái của mọi người, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ võ giả được rèn luyện từ nhỏ, cường gia có cả đống người, người bị loại bỏ cũng chỉ có thể trách bản thân quá yếu đuối mà thôi. Bây giờ, trên sân cũng chỉ có khoảng 100 người vẫn như cũ bảo trì trạng thái chạy ổn định, mấy người chạy ở hàng đầu càng thêm khoa trương, chỉ có hơi chút đỏ mặt, thở hổn hển, nhưng mồ hôi cũng không đổ được bao nhiêu. Thời điểm Tô Hạo chạy đến vòng thứ 18, đã đào thải được 118 người, nhưng Kim Đại Đồng vẫn không có hô ngừng. Đột nhiên, chân của tiểu béo lảo đảo, ngã sấp xuống về phía trước, còn chưa té xuống mặt đất mà đã mất đi ý thức. Tô Hạo nhanh tay mắt lẹ, thò tay ra chụp, vững vàng đem tiểu béo tiếp được, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, mà hắn cũng không tiếp tục chậm trễ, tiếp tục chạy về phía trước. Hành động này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Kim Đại Đồng. Ánh mắt Kim Đại Đồng nhìn theo Tô Hạo đang chạy, nhíu mày lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tên biến thái này xuất hiện từ đâu ra vậy? Toàn trường có hơn 100 người, có người nào không thở hổn hển mà chạy, mồ hôi đổ như mưa, còn tên tiểu tử này, mồ hôi còn chưa chạy, đến thở gấp còn không có, có phải hắn còn giữ sức hay không? Kim Đại Đồng suy nghĩ một lát, liền quyết định thử nội tình của Tô Hạo, vì vậy cất cao giọng nói, hiện tại chúng ta chơi một trò chơi, chỉ cần có thể chạy đến đích đầu tiên, ta sẽ thương cho người đó 10 đồng vàng. Kim Đại Đồng nhìn Kim Đại Yến chạy ở vị trí đầu tiên, tính toán khoảng cách, âm thầm đắc ý, 10 đồng vàng đối với tất cả mọi người ở đây đều có lực hấp dẫn đấy. Nhưng mà khoảng cách kết thúc chỉ còn 2 vòng, vô luận là người nào, đều khó có thể vượt qua nổi tên đệ đệ ngu ngốc của ta. Như vậy, đợi tên đệ đệ ngu xuẩn này đạt được hạng nhất, liền có thể danh chính ngôn thuận đem 10 đồng vàng này thu lại, ha ha ha. Tất cả mọi người đều nghe được lời này. Tám lão sư ở phía sau liền kinh ngạc nhìn về hướng Kim Đại Đồng, bọn họ đều bất ngờ bởi vì sự hào phóng khó tin của Kim Đại Đồng. Sao mấy năm qua chưa nghe hắn hào phóng như vậy, mấy năm qua, người đạt được hạng nhất cũng chỉ được 1 đồng thôi. Đệ tử nghe xong phần thưởng, ai nấy ánh mắt đều tỏa sáng, dường như trong thân thể bọn họ lại tuồn lên nguồn sức mạnh vô hạn. Vừa dứt lời, Hà Thanh Thanh liền ngã sấp xuống, bị Tô Hạo túm lấy đặt trên mặt đất. Hà Thanh Thanh lúc này vẫn còn ý thức, chỉ là nàng mơ mơ màng màng mà thở, nói không ra lời. 10 đồng vàng, theo phép tính của Tô Hạo, thì là 10 vạn đồng nha, là một số tiền lớn. Mà hắn lại rất cần tiền. Vì vậy, Tô Hạo liền khởi động. 10 đồng vàng này là của ta, ai cũng đừng nghĩ tới mà lấy. Tô Hạo liền vân lực toàn thân, đột nhiên bộc phát, tốc độ chạy càng thêm nhanh chóng, càng lúc càng nhanh, cơ hồ tốc độ của hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, vượt qua vô số đệ tử. Mà đệ tử bị vượt qua lập tức trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều người liền quên mất chạy tiếp, buông tha cho việc chạy, dần dần dừng lại, ngây ngốc nhìn Tô Hạo càng chạy càng nhanh. Người kia là ai? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Kim Đại Yên chạy ở đằng trước cũng cắn chặt răng, không ngừng tăng tốc, hắn cũng nghe được lời nói của đại ca nhà mình. 10 đồng vàng đối với hắn cũng không phải là một số lượng nhỏ, chừng đó cũng đủ để hắn đóng một bộ giáp xịn rồi. Thời điểm hắn đang tràn đầy tự tin nhất, thì bên người chạy tới một thân anh vèo, hắn liền sửng sốt. Gì vậy? Tập trung nhìn vào, là một bóng lưng đang chạy, nhìn niên kỷ thì còn rất nhỏ, nhưng mà cái tốc độ kia chắc chắn hắn không theo kịp. Nội tâm của hắn lập tức nhận lấy trùng kích, trong lúc nhất thời chỉ có thể thốt ra một câu, làm sao có thể. Lòng của hắn vỡ vụn, vẻ mặt tràn đầy cảm giác không cam lòng, tốc độ dần dần chậm lại, dừng ở một bên, đưa mắt nhìn Tô Hạo chạy xa. Bởi vì cho dù có tiếp tục chạy nữa, cũng không còn ý nghĩa gì. Vì vậy, luyện võ trường xuất hiện một màn thần kỳ, tất cả đệ tử đứng im một chỗ, nhìn thân ảnh Tô Hạo càng chạy càng xa. Thời điểm Tô Hạo chạy vòng cuối cùng thì phát hiện mọi người không còn chạy nữa. Hơn nữa địa phương hắn chạy tới, mọi người liền nhao nhao nhường đường, cực kỳ giống tình cảnh chạy bộ trong thế vận hội. Tình huống gì thế này? Trong lòng Tô Hạo lúc này cũng có chút hơi mơ hồ, tuy nhiên hắn cũng không thèm nghĩ nhiều, còn một vòng cuối nữa thôi là hắn có được 10 đồng vàng rồi. Hắn đối với tiền không có hứng thú, nhưng đó là ở kiếp trước, khi đó tiền của hắn đã nhiều đến nỗi không tiêu hết. Nhưng mà hắn hiện tại rất nghèo nha, không có tư cách nói ra tiền đối với tôi không có hứng thú được. Trước khi kiếm được nhiều tiền, hắn vẫn phải luôn nâng cao thái độ kiếm tiền đã. Tốc độ Tô Hạo luôn rất cao, rất nhanh đã trở về vạch xuất phát,
hoàn thành nhiệm vụ chạy 20 vòng. Sau đó, mặt không đỏ tim không gấp nhảy lên đài cao, đi tới trước mặt Kim Đại Đồng, đưa tay nói, Kim lão sư, ta chạy về đầu tiên, 10 đồng vàng, cảm ơn. Khóe miệng Kim Đại Đồng co giật, trên người hắn căn bản không mang theo tiền, quay đầu lại nhìn 8 vị lão sư cầu xin giúp đỡ, 8 lão sư liền quay đầu đi, giả bộ như không thấy. Kim Đại Đồng lúng túng ho khan một tiếng, cái kia. Mà rất sốt, ngươi tên gì? Ta là Ngô Hướng Võ. Kim Đại Đồng rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm nói, rất tốt, Ngô Hướng Võ, ta nhớ kỹ ngươi, làm rất tốt. Tô Hạo lần nữa đưa tay ra nói, Kim lão sư, thế 10 đồng vàng của ta đâu? Mắt Kim Đại Đồng thiếu chút nữa rơi xuống đất, gân xanh ở trên lông mày không ngừng nổi lên, tiểu tử này mặt ra mặt thật dày, đòi tiền mà còn đòi tận 2 lần. Hắn tạm thời không nhắc đến tiền, chắc hẳn đứa tân sinh này cũng phải hiểu ý rồi chứ. Theo cách nhìn của hắn, người đoạt được đệ nhất cuối cùng sẽ là tên đệ đệ ngu ngốc của mình, lúc đó hắn có thể hứa lèo khoản tiền kia. Chưa từng nghĩ đến, nửa đường đột nhiên xuất hiện tên biến thái, đem tất cả mọi người ở đây làm cho choáng váng. Xem ra, 10 đồng vàng này hắn phải đưa rồi. Kim Đại Yên thật sự là đồ ngu, đồ đệ ngu ngốc. Lấy lại bình tĩnh, Kim Đại Đồng nói, Ngô Hướng Võ, ngươi yên tâm, 10 đồng vàng cũng không phải ít. Ngày mai ở chỗ này, lão tử sẽ đem 10 đồng vàng giao tới tận tay cho ngươi, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Tô Hạo nhíu nhíu mày, dính đến mấy thứ tiền bạc, phải song phẳng, một khi kéo dài, sẽ sinh ra các loại nhân tố không xác định, tiền không về túi có khả năng xảy ra rất cao. Hơn nữa ngày mai Kim Đại Đồng chạy trốn, hắn biết chạy đi đâu tìm người. Vì vậy, Tô Hạo ở dưới ánh mắt trừng trừng của Kim Đại Đồng, từ trong túi tiền lấy ra một mảnh giấy, để xuống mặt đất viết viết. Kim Đại Đồng tò mò hỏi, Ngô Hướng Võ, ngươi viết cái gì vậy? Giấy nợ. Trong nháy mắt, mặt Kim Đại Đồng tái đi, hình như hắn là đại thiếu gia của Kim gia mà, từ lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy. 8 vị lão sư ở đằng sau cuối cùng cũng không nhịn được cười, ha hả cười lên. Chương 36, cho một trận. Rất nhanh, Tô Hạo ở trong đám tân sinh triệt để nổi danh, tất cả mọi người đều biết rõ tân sinh năm nay có một cái yêu nghiệt, gọi là Ngô Hướng Võ. Không chỉ là tân sinh, đếm ngay cả lão sư trong trường cũng nghe nói cái tên này, cùng với sự tích đoạt được hạng nhất ở luyện võ trường. Thì chuyện để bọn hắn bàn tán sôi nổi chính là Kim Đại Đồng, một người luôn luôn được tân sinh coi là ngục trưởng, vậy mà ở trước mặt vị tân sinh này thất thố. Tất cả lão sư đều mong chờ biểu hiện của vị tân sinh này. Nhưng mà điều này đối với Tô Hạo mà nói cũng không sao cả, hắn chỉ muốn lấy được tiền của hắn, còn lại thì kệ mọi người nói gì. Không có làm cho hắn thất vọng, ngày hôm sau, khi chia lớp chấm dứt, Tô Hạo liền lấy được 10 đồng vàng trước mặt mọi người. Trong nháy mắt hắn từ nghèo khó biến thành giàu có, Tô Hạo ở tại chỗ đem giấy nợ xé đi, toàn bộ hành trình Kim Đại Đồng đều giữ im lặng. Sau khi nhận được tiền, Tô Hạo mới biết mình đã được phân lớp. Tô Hạo được phân đến lớp 8, lão sư hướng dẫn ở đây là một trang hán đầu chọc, gọi là Lưu Trường Nhạc. Người ta hay gọi là lão Lưu đầu chọc, trên mặt có 2 vết sẹo, cười lên thì tương đối khá hung dữ. Trong lớp cũng không có ai quen mặt, Tiểu Béo cùng Hà Thanh Thanh đều được phân đến lớp khác, ở lớp này tạm thời Tô Hạo không biết ai. Tô Hạo nhìn xung quanh một vòng, tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt nóng bỏng cùng sợ hãi nhìn hắn, thật giống như nhìn thấy gấu trúc quý hiếm, đều rất muốn tới gần nhưng lại sợ bị thương. Tô Hạo âm thầm nôn ọe một phen, liền không thèm để ý, một đám nhóc mới nhú mà thôi, dám đến gây hắn, hắn liền tìm cơ hội tẩn cho một trận. Lão Lưu đầu chọc chờ mọi người ngồi xuống, liền giới thiệu đơn giản một chút. Sau đó chính thức nói, chuyện các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là huấn luyện không ngừng nghỉ. Các ngươi ở đây, sẽ học thế nào là chiến đấu cận chiến, đao, thương, chùy, thuẫn, cùng cách bảo dưỡng, sinh tồn ở dã ngoại, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực chiến. Lão Lưu đầu chọc không nhanh không chậm giới thiệu quá trình học tập sắp tới, giọng nói tuy trầm thấp nhưng rất có lực. Như vậy, việc huấn luyện đầu tiên của chúng ta rất đơn giản, chạy bộ. Cái gì? Còn chạy. Ngày hôm qua bị giày vò một trận, làm cho tất cả mọi người muốn quên cũng không được. Lão Lưu đầu chọc nghiêm túc nói, đương nhiên, căn cứ vào biểu hiện ngày hôm qua, ngoài trừ Ngô Hướng Võ ra, thì những người khác đều không hợp lệ. Muốn làm một chiến sĩ hợp cách thì phải có sức chịu đựng bền bỉ,
đó là điều kiện tiên quyết để trở thành võ giả cường đại. Vì vậy, khi nào các ngươi có thể nhẹ nhõm hoàn thành 20 vòng chạy, thì chúng ta sẽ bắt đầu học hạng mục tiếp theo. Lúc này, có một đệ tử xung phong hỏi, Lưu lão sư, vậy đồng học Ngô Hướng Võ có cần phải chạy không? Lão Lưu đầu chọc đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Hướng Võ, chắc chắn nói, không có người nào là ngoại lệ. Tô Hạo trước nhìn lão Lưu nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía đệ tử giơ tay, hỏi, ngươi tên gì? Vị đệ tử này vẻ mặt bối rối, giọng run run nói ra, ta là Dung Cổ Minh, ngươi muốn làm gì? Tô Hạo gật đầu nói, tốt, Dung Cổ Minh, ngươi nhớ cho kỹ, chuyện của ta không cần ngươi phải quan tâm. Dứt lời, hắn đem một quyền đánh bay Dung Cổ Minh, mang theo hai cái răng cửa cùng huyết dịch bay trên không trung. Dung Cổ Minh một tiếng cũng không kịp nói, liền trực tiếp ngất trên mặt đất. Những bạn học khác liền vội vàng đứng dậy, bị hành động tàn bạo của Tô Hạo làm cho run sợ, đến cả khéo mắt lão Lưu cũng run rẩy, nhịn không được phải đưa tay lên gãi cái đầu chọc một chút. Lão Lưu đầu chọc nhìn vẻ mặt thì khá là hung dữ, nhưng ở trong tám vị lão sư thì cũng có thể nói là người hiền lành hài hòa nhất, lúc nghe tin Tô Hạo phân đến lớp hắn. Trong lòng của hắn cũng không có gì, lúc đó mấy vị lão sư khác sợ Tô Hạo gây chuyện, không muốn thu, vì vậy đẩy qua đẩy lại, cuối cùng rơi xuống đầu hắn. Lúc đó hắn nghĩ, đệ tử nào cũng như nhau mà thôi, ở đâu cũng có phiền toái riêng của nó, vì vậy liền đáp ứng sảng khoái. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Có người nói mới gặp mặt đã đem đồng học đánh cho ngất xỉu chưa? Tô Hạo nhìn xung quanh một vòng, cao giọng nói, ta nhắc lại một lần nữa, chuyện của ta không cần các ngươi phải quan tâm, nhớ ký điều này hết cả chưa? Lập tức có người bị ánh mắt Tô Hạo quét tới, liền vội vàng tránh lui về sau, lại có người không cam lòng, nói, chẳng phải chỉ nói một câu sao, ngươi dựa vào cái gì mà đánh người khác? Mọi người thấy ta nói có đúng không? Tô Hạo lập tức nghi ngờ hỏi, vậy ta không nên đánh sao? Mọi người thấy Tô Hạo không nhúc nhích, lập tức đánh trống reo hò nổi loạn, đúng vậy, dựa vào cái gì mà ngươi đánh người khác? Ngươi đừng tưởng mình lợi hại thì, muốn làm gì thì làm. Ngươi cho dù lợi hại như thế nào, nhưng đừng quên chúng ta có hơn 40 người, còn sợ ngươi sao? Tô Hạo đem mấy tên nhảy ra nói chuyện đều nhớ kỹ, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, hắn muốn một cái cơ hội để có thể sử dụng thủ đoạn lôi đình, giảm bớt phiền toái sau này. Hắn liếc nhìn lão Lưu, nhìn thấy lão đang ôm ngực lẳng lặng nhìn xem, không có phản ứng gì, liền yên lòng. Hắn từng bước một đi về phía Nam Hải Tàn Nhang mở miệng đầu tiên. Nam Hải Tàn Nhang nghĩ đến kết cục của Dung Cổ Minh, lập tức chân có chút mềm, nhưng tôn nghiêm của nam nhân không thể khiêu khích. Hắn mạnh mẽ đứng đối diện nói, mọi người cùng nhau xông lên, hắn cho dù có lợi hại thì làm thế nào? Chúng ta đều là võ giả, chỉ cần mỗi người một cước là có thể đánh bại hắn. Nếu không hắn còn tưởng hắn là thiên vương lão tử trên đầu chúng ta. Một câu kia lập tức khiến mọi người bảo họa. Tất cả mọi người ở đây đều luyện võ từ nhỏ, ai mà không biết quyền cước. Hơn nữa bọn họ có hơn 40 người, còn sợ một người nữa sao? Thật buồn cười. Đánh hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Sau khi hô hết khẩu hiệu, đã có người lao lên, chỉ cần có một người tiến lên, thì người sau đều nhao nhao noi theo, lập tức có người hướng phía Tô Hạo. Tô Hạo cười cười, bọn hắn đã lao lên tìm chết, thì Tô Hạo cũng đành thanh toàn. Vì vậy, một trận ẩu đá ở trong lớp số 8 xuất hiện, thậm chí còn thu hút không ít ánh mắt đệ tử ở lớp khác nhìn tới đây. Tô Hạo như cự thú hình người, ở đây có người cao gần 2 mét, còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã bị đánh cho một phát. Kêu rên nằm sàn, toàn bộ người lao lên đầu tiên, lúc này đều hung hăng ôm bụng nằm dưới mặt đất, không bò dậy nổi. A, à, ôi, có người trước bị đánh ngã, chưa kịp bò dậy, đã bị một người khác bay tới đè lên trên thân, ngã thành một đoàn. Một lát sau, ngoài trừ mấy nữ sinh không nói lời nào ra, thì những người còn lại đều bị Tô Hạo đánh cho một trận. Có mấy người thấy tình thế không ổn, liền chủ động nằm xuống đất, giả vờ bị đánh, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Tô Hạo, bị hắn sút một phát như sút trái banh. Còn có chút đệ tử, bị đánh vẫn có thể đứng lên, vì vậy, Tô Hạo lại cho bọn họ thêm một trận nữa. Rất nhanh, liền không có người nào dám đứng dậy, ai nấy bất lực nhìn về phía lão Lưu đầu chọc, cầu xin giúp đỡ. Lúc này, lão Lưu đầu chọc mới ra sân, nhìn Tô Hạo nghiêm túc nói, Ngô Hướng Võ, dừng tay. Tô Hạo ngoan ngoãn gật đầu nói, được, Lưu lão sư, mặt mũi của lão sư phải cho. Lão sư đầu chọc nhìn mọi người,
nói, dừng tay rồi, đều đứng dậy cả đi. Mọi người không dám đứng dậy, sợ hãi nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói, điếc à? Không nghe thấy Lưu lão sư nói sao? Chúng đệ tử giận nhưng không dám nói gì, ngoan ngoãn đứng lên. Chỉ có Dung Cổ Minh vẫn còn nằm trên mặt đất. Xem, ra có người lỗ tai bị điếc, còn cần ta váy cho một trận mới được. Tô Hạo chậm rãi hướng phía Dung Cổ Minh đi đến. Dung Cổ Minh lập tức vừa lăn vừa bò đứng dậy, rất nhanh né ra xa. Nhưng mà Tô Hạo làm sao dễ dàng buông tha được, dưới chân tụ lực, toàn thân thoáng xuất hiện bên cạnh người Dung Cổ Minh, một chiêu đá ngang xuất ra. A, Dung Cổ Minh kêu thảm một tiếng, bị đá bay vài mét, lăn trên mặt đất khóc giống. Lúc này Tô Hạo mới thản nhiên nói, nếu như không phải bị điếc, thì dám không nghe lời lão sư, nên đánh. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thằng này cũng quá ác rồi. Lão Lưu đâu chọc vỗ tay, nói, được rồi, dưỡng đến đây thôi. Hiện tại, lập tức chạy bộ. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người liền bắt đầu chuyển động, chạy lên phía trước. Tô Hạo nở một nụ cười mỉm, cũng bắt đầu chạy. Lão Lưu đầu chọc đưa tay gãi gãi cái ót, tắc tắc kêu một tiếng kỳ lạ, chuyện này không phải rất tốt sao. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, đệ tử cấp 2. Sau khi ở trong học viện chạy một tháng liên tục, lớp 8 mới đạt đến tiêu chuẩn của lão Lưu đầu chọc, chuyển đến giai đoạn học tập tiếp theo là cận chiến tay không. Tốc độ học tập của Tô Hạo rất nhanh, hôm nay mới bắt đầu dạy, ngày mai hắn đã coi như có thể làm y như hệt. Đến thời điểm chiến đấu giữa các học viên, vậy mà không ai nguyện ý làm đối thủ của Tô Hạo. Dung Cổ Minh khá đen đủi khi bốc thăm chúng Tô Hạo, hoảng sợ nhìn nhìn, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn cùng Tô Hạo đối chiến. Nhưng khi Dung Cổ Minh bị đánh vài cái, vậy mà không dám trả đòn, Tô Hạo lập tức nói, không có khí lực sao. Tranh thủ thời gian đánh trả lại đi. Dung Cổ Minh lập tức khóc giống, nói, ta không dám. Tô Hạo cũng chịu thua luôn. Hắn bắt đầu nghĩ lại, trong khoảng thời gian này có phải mình hơi quá đáng hay không? Bây giờ phải làm sao đây? Có rất nhiều thứ mà tiểu sáng không thể giúp sức, kỹ xảo chiến đấu cũng vậy, phải ma luyện thường xuyên mới được, mới có thể nắm giữ phương pháp vận dụng linh hoạt. Vì vậy Tô Hạo đưa mắt nhìn về phía lão Lưu đầu chọc, đi tới nói, Lưu lão sư, ngài làm đối thủ của ta đi. Lão Lưu đầu chọc không thể không chấp nhận, vì vậy, lão Lưu đầu chọc liền biến thành tư nhân bồi luyện cùng Tô Hạo. Sau khi nhập học, Tô Hạo cũng biết được vài điều. Đầu tiên, lão Lưu đầu chọc là một tông sư võ giả, vô cùng cường đại. Không chỉ có hắn, mà ở trong trường học này, bất kể vị nào mặc áo bào vàng đều là võ giả tông sư, mà viện trưởng Tiếu Quý Hiên thì là thái sư võ giả. Thế này thôi đã có thể nhận thấy học viện võ giả Lăng Vân vô cùng cường đại. Ý định của Tô Hạo là trước đem kỹ năng trụ cột ở trong học viện học xong, sau đó thừa dịp làm tốt quan hệ với lão Lưu đầu chọc, chờ thời cơ chín muồi, hướng về phía lão Lưu hỏi phương pháp tiến cấp võ giả tông sư. Trước mắt hắn đang là võ giả tinh anh cao đoạn, tiến thêm một bước nữa chính là tông sư võ giả. Hắn hiện tại cũng không vội tiến giai tông sư võ giả, nguyên nhân thì có ba. Thứ nhất, mặc dù hắn đã là võ giả tinh anh cao đoạn, nhưng thân thể vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển, còn lâu mới đạt tới đỉnh phong, theo tuổi tác tăng lên, giới hạn của hắn cũng được tăng lên, còn có thể tiến thêm một bước lớn. Hai là hắn có rất nhiều tri thức ở dưới tầng chót còn chưa học được, mạo muội tiến giai võ giả tông sư thì giống như xây nhà không móng, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Ba là học viện võ giả có quy định, chỉ cần tiến giai lên võ giả tông sư thì mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, đều tốt nghiệp khỏi học viện võ giả. Vì vậy, ý định của hắn là dùng một năm tiếp theo để thích ứng cùng học tập, một năm sau thì xem tình huống mà có nên tiến cấp võ giả tông sư hay không. Lại một tháng sau, qua giai đoạn học tập tiếp theo là cách sử dụng cùng bảo dưỡng vũ khí cùng áo giáp. Mấy thứ như lý luận thì học viên học tập rất nhanh, vài ngày sau đã học thuộc lòng, mà cách sử dụng vũ khí cũng vô cùng đơn giản, điểm khó là người dùng có thể dùng vũ khí đấy đạt đến mức tận cùng được hay không thôi. Mà ở thế giới này, mới thật sự là địa phương thiên tài nổi bật. Cái gọi là thiên tài là có thể sử dụng tất cả loại vũ khí, cầm loại nào cũng có thể đánh ra đường nét sắc bén, khiến người bình thường không cách nào làm theo. Mà người bình thường
cũng chỉ có thể chuyên tâm vào một loại vũ khí hay nghe lão sư giảng dạy phương pháp sử dụng. Vì vậy, ở 2 tháng trước, thời điểm học mấy thứ khác, trình độ của mọi người đều không sai biệt lắm. Nhưng khi học cách sử dụng vũ khí, sau đó bắt đầu đối chiến, thiên tài cùng người bình thường liền lộ ra điểm khác biệt. Trên luyện võ trường, sau khi an bài xong nhiệm vụ, 8 vị lão sư tụ họp với nhau tán gẫu. Lão Lưu, Ngô Hướng Võ ở lớp các ngươi thế nào rồi? Lão sư lớp 4 đi lên, hỏi lão Lưu đang đứng ở bên cạnh. Lão sư lớp 4 tên là Mạc Phong Hoa, là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt sắc bén. Sau khi Mạc Phong Hoa hỏi xong, tất cả ánh mắt lão sư đều nhìn về phía lão Lưu đầu chọc. Quả nhiên, sự chú ý của các lão sư vĩnh viễn chỉ tập trung vào các ngôi sao sáng chói, cái gọi là đuôi hạc thì ngoài trừ trong manga cùng tiểu thuyết ra, thì sẽ không có người nào thèm chú ý. 2 vết sẹo trên mặt lão Lưu chen lấn lại với nhau, lộ ra một nụ cười khó coi, nói, khó mà tin được, trên thế giới này lại có một thiên tài như vậy. Lão sư lớp số 3 là một đại mỹ nữ, gọi là Phùng Mạn Nhi, dưới khóe mắt của nàng có một cái nốt ruồi, làm cho nàng vô cùng rung động lòng người, lúc này khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói, có thể được lão Lưu đánh giá như vậy, xem ra, không phải người thường a. Các lão sư khác đều nhao nhao gật đầu. Lúc này, lão Lưu lại nói tiếp, hắn quả thật là một thiên tài, ta trước đây cũng chưa gặp qua thiên tài nào như vậy, ta không biết nên miêu tả thế nào. Giống như tựa hồ dưới gầm trời này, không có gì hắn không làm được, cho đến bây giờ, chưa có việc gì có thể làm khó được hắn. Lão Lưu chân thành nói, nếu hắn có thể thuận lợi trưởng thành, cho hắn khoảng 20 năm nữa, thì hắn có thể trở thành võ giả tuyệt đỉnh. Lão sư lớp 1 là một nữ tử có vẻ ngoài lạnh lùng, tên là Thủy Chi Đào, lông mày nàng nhăn lại, hoài nghi nói, lão Lưu, ngươi không phải nhìn lầm chứ. Lão Lưu đầu chọc cười nói, chúng ta cứ chờ đi, qua vài năm là biết. Tuy nhiên mấy năm sắp tới, hy vọng các vị lão sư chỉ điểm cho hắn nhiều hơn, cũng giúp ta đỡ phiền lòng. Dễ nói. Một lát sau, chủ đề của mọi người chuyển đi, Phùng Mạn Nhi nhìn Thủy Chi Đào hỏi, quả đào, không phải lớp ngươi có một người tên là Kim Đại Yên sao? Hắn không đề đệ của Kim Đại Đồng à? Nghe nói hắn cũng là thiên tài khó gặp. Nói tới Kim Đại Yên, trên mặt Thủy Chi Đào lại nở nụ cười mỉm, huyết mạch Kim gia quả thật không giống người bình thường. Hơn nữa hắn cũng vô cùng nỗ lực, tương lai không thể hạn lượng, khó có thể nói hắn có thể đạt tới cảnh giới cao nhất hay không. Còn có một người nữa tên là Mạc Tâm, là hòn ngọc quý trên tay của Mạc gia, thiên phú cũng rất cao. Mỹ nhân Phùng Mạn Nhi hâm mộ nói, ai, thực hâm mộ các ngươi quá đi, trong lớp có 1-2 tuyệt thế thiên tài, lớp số 3 thì chả có ai cả, đều toàn là người bình thường. Mạc Phong Hoa cũng ê ẩm nói, không phải lớp số 3 của ngươi có người tên là Khổng Dương sao? Cao lớn cường tráng, nghe nói rất hâm mộ ngươi. Phùng Mạn Nhi cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía một nam tử trung niên, hỏi, lão Vương, không phải lớp của ngươi cũng có một viên kim cương của Kim gia sao? Kim Tiểu Hàm đấy, nàng ta thế nào? Lão Vương sờ lên bộ râu của mình, khẽ mỉm cười nói, cũng được. Rất nhanh, mấy lão sư đều thảo luận nhiệt tình, lớp mình có thiên tài thế nào, thiên tài ở lớp kia ra sao, tiền đồ của ai tươi sáng. Tô Hạo lúc này đã nhập học được nửa năm, rốt cuộc cũng học xong tất cả tri thức căn bản. Sau đó, học viên có thể tự do học tập, có thể chọn lĩnh vực mình am hiểu nhất mà hướng lão sư đi học. Nửa năm nay, thanh danh thiên tài của Tô Hạo truyền khắp học viện Lăng Vân, không chỉ giới hạn ở trong tân sinh mà cả học trưởng lớn tuổi cũng đều nghe qua cái tên Ngô Hướng Võ. Sau khi kết thúc khóa học huấn luyện nửa năm, bắt đầu có thời gian cho riêng mình, Tô Hạo liền bị phiền toái tìm tới cửa. Cũng chỉ có mấy học trưởng mới dám chặn đường về của Tô Hạo. Ngươi chính là Ngô Hướng Võ? Một nam tử tóc húi cua trong đó nghiêng đầu hỏi. Một lát sau, mấy nam tử này đều nằm xuống đất khóc giống lên. Tô Hạo tiêu sái rời đi, nhưng còn chưa kịp chạy đi xa thì đã trở lại. Mấy người còn tưởng hắn lại muốn tẩn bọn họ một trận, liền lập tức cầu xin tha thứ. Tô Hạo nhìn nam nhân tóc hói cua, nghiêng đầu hỏi, các ngươi là học trưởng cấp mấy? Nam nhân tóc húi cua lập tức đáp, chúng ta là đệ tử cấp 2. Tô Hạo gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đệ tử cấp 2 chính là ở tại học viện võ giả học tập được 2 năm. Như Tô Hạo đây thì gọi là đệ tử cấp 1, bởi vì hắn mới học tập có 1 năm. Tô Hạo nói, đệ tử cấp 2 ở nơi nào, các ngươi mang ta tới đi. Chương 38, Phong Vân biến sắc.
Tô Hạo yêu cầu Tóc Húi Cua dẫn hắn đi tìm mấy đệ tử cấp 2 lợi hại nhất. Mấy người Tóc Húi Cua liếc nhìn nhau, vậy mà đồng loạt giữ im lặng. Tô Hạo còn tưởng rằng bọn họ không muốn, giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng nói, sao? Các ngươi không muốn dẫn? Tóc Húi Cua lập tức khoát tay nói, không phải là không muốn, mà ngươi. Muốn đến thật sao? Đương nhiên. Tốt lắm, ngươi đi theo chúng ta. Tuy nhiên, người ta có thể tìm, nhưng hắn ở trong giới đệ tử cấp 2 là vô địch đấy, đến lúc đó ngươi đánh không lại, cũng không thể trút giận lên mấy người chúng ta. Yên tâm, ngươi cứ dẫn đường là được rồi. Mấy người Tóc Húi Cua nghe xong liền yên lòng. Mấy người bọn hắn kỳ thật ở trong vòng đệ tử cấp 2 cũng bài danh trong 50 thứ hạng đầu. Nhưng từ lúc bắt đầu nhập học cho đến tận bây giờ, vẫn là bị đàn áp bởi vì thiên tài cấp 2, Tiêu Ngọc Thư. Với một người mạnh mẽ như vậy, Tóc Húi Cua công nhận Tiêu Ngọc Thư là thiên tài. Nhưng mà gần đây không biết ai truyền tin nói, Ngô Hướng Võ cấp 1 có thể so sánh với Tiêu Ngọc Thư cấp 2. Điều này đối với đệ tử cấp 2 quả là sự sỉ nhục, vũ nhục bọn họ, hơn nữa càng vũ nhục bản thân Tiêu Ngọc Thư. Vì vậy mới có cảnh tới chặn cửa ngày hôm nay. Bọn hắn muốn dùng hành động thực tế để chèn ép cái người mới được gọi là thiên tài này, làm cho Ngô Hướng Võ biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sau đó bọn họ liền bị nhét hành vào mồm, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Tuy bọn họ đã thất bại, cũng thừa nhận danh tiếng thiên tài của Ngô Hướng Võ. Nhưng nếu để so sánh với Tiểu Ngọc Thư thì vẫn chưa được, Tiêu Ngọc Thư ở trong cùng một lứa tuổi, không ai có thể đánh bại được. Đám người Tóc Húi Cua đoán chắc Tô Hạo sẽ thất bại, chỉ hy vọng khi Tô Hạo thất bại, đừng đem tâm tình thất bại phát tiết lên trên người bọn họ là được. Tóc Húi Cua dẫn Tô Hạo đến một cái sân bãi khác, nơi này cùng luyện võ trường không sai biệt lắm. Chỉ là ở đây có rất nhiều dụng cụ huấn luyện, là nơi đệ tử cấp 2 thường xuyên tới cư trú, ngày ngày ở chỗ này rèn luyện võ công. Rất nhanh, tin tức thiên tài cấp 1 Ngô Hướng Võ đi tìm siêu cấp thiên tài cấp 2 Tiêu Ngọc Thư đã được truyền đi rất nhanh, lập tức thu hút một nhóm người đến tham gia náo nhiệt, cả đám người đi. Sau lưng Tô Hạo, chuyện này cũng không phải hiếm, lúc trước cũng đã từng phát sinh qua. Rất nhiều đệ tử cấp cao vì mộ danh nên đã đến khiêu chiến Tiêu Ngọc Thư, nhưng mà một để cấp 1 đến khiêu chiến thì vẫn còn là lần đầu tiên. Quân chúng đi theo đều muốn xem Ngô Hướng Võ xấu mặt, đều muốn thấy Ngô Hướng Võ bị chiến bại, xám xịt rời đi, lúc đấy bọn họ có thể vừa đi vừa khịa rồi. Bên kia, luyện võ trường của đệ tử cấp 2. Tiêu Ngọc Thư, một tháng nay ba người chúng ta đã khổ luyện một môn tuyệt kỹ, hôm nay chúng ta sẽ lật đổ thần thoại bất bại của ngươi, đem cái danh mạnh nhất cấp 2 tháo xuống. Ba người thiếu niên vô lại ngăn lại đường đi của Tiêu Ngọc Thư. Các ngươi... Tiêu Ngọc Thư nhìn xung quanh một vòng, mí mắt cụp xuống. Cùng lên đi. Tiêu Ngọc Thư là một thiếu niên mặt trắng, cao hơn Tô Hạo một cái đầu, cũng tầm phải khoảng 1m7. Mái tóc dài đến ngang bả vai, khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, hai mắt thanh tịnh, làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao quý. Ba người thiếu niên liếc nhau, cười lạnh nói, Tiêu Ngọc Thư, ngươi đừng có mà tự phụ. Phải biết rằng ba chúng ta chính là đệ tử cấp 2 xếp trong 10 hạng đầu, ngươi tự tin mình có thể đối phó nổi với ba chúng ta ư? Tiêu Ngọc Thư không đáp, chỉ ngoắc tay, nói, đến. Một thiếu niên có lông mai thô ở trong đó hừ nói, là ngươi muốn chúng ta lên cùng lúc đấy, đến lúc đó thua đừng nói chúng ta ỷ nhiều hiếp yếu. Đừng nói nhảm, chúng ta lên. Mạnh nhất cấp 2, chúng ta phải lấy được. Ba người liếc nhau, chợt quát một tiếng, đột nhiên hướng Tiêu Ngọc Thư lao tới, ai nấy đều dùng chiêu mạnh nhất của mình. Trùng kích quyền. Tam trọng điệp cước, viên lực trảm. Tiêu Ngọc Thư vậy mà né cũng không thèm né. Trực tiếp cứng rắn đón đỡ công kích của ba người. Đưa tay đánh tay võ kỹ trùng kích quyền, nắm đấm còn thuận thế đấm lên lồng ngực của đối phương, đem người đánh cho ngã xuống đất. Lại một chân chính diện đỡ tam trọng điệp cước, khiến đối phương phải ôm chân ngã xuống đất, ai oán kêu đau. Tay trái cũng nhấc lên, liền vững vàng tiếp được viêm lực trảm, lại liếc nhìn đối phương, dưới ánh mắt hoảng sợ. Trực tiếp lấy tay chặt trên bờ vai, đem người đánh cho quỳ rạp xuống đất. Quyền đối với quyền, chân đối với chân, cổ tay làm đao chặt đối thủ. Tiêu Ngọc Thư toàn thắng. Một cuộc chiến như vậy mà kết thúc, khiến người vây xem phải hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh, hình tượng vô địch của Tiêu Ngọc Thư lại khắc sâu vào tâm trí người khác. Rất nhanh, Tô Hạo đã ở luyện võ trường cấp 2 gặp được Tiêu Ngọc Thư. Trong nháy mắt Tô Hạo nhìn thấy Tiêu Ngọc Thư, đã biết rõ người này, thuộc về thể loại người theo đuổi cực hạn của thân thể.
Tô Hạo hơi ngẩng đầu, nhìn về Tiêu Ngọc Thư cao hơn mình, nói, ngươi chính là ngươi mạnh nhất trong đám đệ tử cấp 2. Vô luận là cấp 2 hay cấp 3, cũng chỉ là mấy đứa nhóc mới nhú 11-12 tuổi mà thôi, kỹ xảo chiến đấu cùng lắm cao hơn võ giả phổ thông một chút, cũng không thể bù đắp được chênh lệch đẳng cấp to lớn. Lấy thực lực võ giả tinh anh của Tô Hạo, đánh mấy đứa nhóc này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Ngọc Thư vừa mới rời đi, đột nhiên lại bị cản lại, lập tức có chút tức giận. Hắn nheo mắt nhìn Tô Hạo, thản nhiên nói, việc gì? Tô Hạo chỉ vào mấy tên tóc húi cua, nói, quả thật là có việc, hôm nay có mấy tên đệ tử cấp 2 đến chọc ta. Vì vậy ta tính đánh gã toàn bộ đệ tử cấp 2, như vậy, về sau sẽ không có người chạy đến làm phiền. Mà ta quyết định bắt đầu từ người lợi hại nhất ở trong đám các ngươi. Nghe nói ngươi được mọi người công nhận là mạnh nhất, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Tất cả mọi người xung quanh đều bị sự cuồng vọng của Tô Hạo làm cho ngây người. Bọn hắn đã nhìn thấy nhiều người chạy đến khiêu chiến, nhưng chưa thấy qua gia hỏa nào cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ thằng lùn cấp 1 này là một đứa bị thần kinh sao? Tiêu Ngọc Thư đã bị rất nhiều người khiêu chiến, nhưng chưa có người nào như Tô Hạo. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy qua, cũng được mở mang đầu óc. Tiêu Ngọc Thư rất ít cự tuyệt người khác khiêu chiến, bởi vì càng chiến đấu hắn càng có thể tiến bộ nhanh. Nhưng mà giờ phút này hắn bắt đầu hoài nghi, mình có nên tiếp nhận khiêu chiến của một đứa học viên cấp 1 không, có phải phá lãng phí thời gian rồi không? Hơn nữa, hắn hiện tại còn có chuyện khác cần xử lý, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vì vậy hắn muốn giải quyết nhanh vấn đề, rồi rời đi. Tiêu Ngọc Thư thản nhiên nói, đến. Tô Hạo cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng đối diện phía Tiêu Ngọc Thư. Mà người vây xem cũng tự giác chừa ra một bãi đất trống. Người tới đây tham gia náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Gió nhẹ lướt qua vạt áo, vài ánh nắng chói chang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, khí tức hai người dần dần tăng cao. Tô Hạo cất bước về phía trước, càng chạy càng nhanh, cuối cùng như biến mất, nhanh chóng tới gần Tiêu Ngọc Thư, đưa ra một quyền. Thời điểm chỉ cách Tiêu Ngọc Thư có một mét, khóe miệng Tô Hạo nhếch lên. Hoạt ảnh bộ. Nắm đấm đang đanh tới Tiêu Ngọc Thư chợt biến mất, thân ảnh Tô Hạo cũng biến mất theo. Đồng tử Tiêu Ngọc Thư bỗng nhiên co lại mãnh liệt, hắn cảm nhận được nguy cơ mà trước đây chưa từng có, cái cảm giác này trước đây chưa có bất kỳ người nào có thể cho hắn. Hắn nhanh chóng bình tâm, hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt. Bành! Một cỗ lực lượng lớn vô cùng từ cách tay truyền đến toàn thân, hầu như muốn đem hai tay hắn đang tan. Hai tay hắn không đỡ được liền đánh về tận trán, khiến đầu hắn vang lên ông ông, toàn bộ người đều bị đánh bay lên trời rớt ra ngoài. Phần lưng chạm đất, trượt về sau 2 mét. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi tình cảnh đang thấy trước mắt. Bọn hắn đang thấy gì vậy? Bọn hắn thấy được siêu cấp thiên tài trong giới đệ tử cấp 2, một tồn tại vô địch, bị người ta đánh ngã. Hơn nữa phần lưng còn trà với đất. Lúc này, Tô Hạo kinh ngạc, nói, phản ứng cũng nhanh đấy. Cú đấm của ta bị ngươi chặn lại rồi. Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn Tô Hạo một cách quỷ dị. Tiêu Ngọc Thư chậm rãi đứng lên, khí thể trở nên cuồng bạo, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như một mãnh thú đã tìm thấy con mồi. Khóe miệng Tiêu Ngọc Thư xuất ra hai chữ, lại đến, dưới chân lấy đà, lao đến người Tô Hạo. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa chịu nhận thua, Tô Hạo quyết định ra tay tàn nhẫn, muốn một kích chấm dứt chiến đấu. Hắn liền điều động huyết khí tinh anh trên người, xong rồi vọt tới trước. Một quyền đánh tới hướng Tiêu Ngọc Thư. Phá sơn quyền. Tiêu Ngọc Thư hét lớn một tiếng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay đánh về hướng Tô Hạo. Tô Hạo thu hồi nắm đấm, đưa tay một chỉ, một kích toàn lực của Tiêu Ngọc Thư, vậy mà lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Làm sao có thể? Một quyền thất bại, nội tâm của Tiêu Ngọc Thư cũng bị tan vỡ. Cương lực quyền. Tô Hạo áp sát Tiêu Ngọc Thư, nắm đấm từ dưới đấm lên cằm Tiêu Ngọc Thư. Tiêu Ngọc Thư trơ mắt nhìn nắm đấm Tô Hạo đánh tới, cũng không kịp đỡ đòn nữa rồi. Bành! Giặc giặc! Nương theo tiếng xương cốt va chạm, toàn thân Tiêu Ngọc Thư bay lên không cao 2 mét, mang theo vết máu bay về phía sau, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mà bản thân hắn, mang theo sự không cam lòng mà bất tỉnh. Theo Tiêu Ngọc Thư nằm xuống, tín ngưỡng bọn họ về Tiêu Ngọc Thư cũng đổ vỡ theo, một thần thoại vô địch, liền chấm dứt từ đây. Bọn hắn không thể tin được chuyện trước mắt lại xảy ra, hơn nữa còn là sự thật. Hiện trường im ắng một mảnh, không có người dám nói chuyện.
Đám người tóc húi cua ngây ra như phỗng, ai nấy đều há to miệng. Tô Hạo quay đầu nhìn xung quanh một vòng, cao giọng nói, kế tiếp, các ngươi cùng lên đi. Ta nói, muốn đem tất cả các ngươi đánh gã, ai còn đứng, chính là còn khiêu khích với ta. Nhưng mà, cũng không có người nào dám động. Tô Hạo lộ ra một nụ cười nguy hiểm, các ngươi đã không lên, thì để ta lên. Tô Hạo lấy đà, lao vào đám người. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, đáng sợ. Luyện võ trường cấp 2 lúc này đã loạn thành một mảnh, không ngừng có người bị một quyền đánh bay lên không trung, sau đó kêu gào thảm thiết nằm trên mặt đất. Chỉ thấy ở đó có một thân ảnh không tính là quá cao, ở trong đám người đấm trái đấm phải, thân ảnh bất động. Thân ảnh này thoáng xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với thân thể bay lên không trung. Người đang đại sát tứ phương đúng là Tô Hạo. Tô Hạo phát hiện, bản thân hắn rất thích cái cảm giác đem người khác đánh bay lên không trung, giống như mình đang đánh golf vậy. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đánh golf, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cảm giác nhìn người bay lên không trung. Còn có thể chấn, nhiếp đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, chỉ cần khống chế lực đạo cùng góc độ đủ chuẩn, là có thể đem người ta đánh bay ra ngoài, cũng không gây tổn thương quá nhiều. Vì vậy, sau khi mọi học viên bị đánh, đều ở sau lưng Tô Hạo đặt cho hắn một ngoại hiệu là Táo Báo Phi Nhân Ngô Hướng Võ. Không đến 10 phút sau, xung quanh đã không còn ai đứng dậy được. Không phải tất cả mọi người đều bị Tô Hạo đánh cho gục xuống, mà là nhiều người bởi vì tình thế không ổn nên lựa chọn nằm xuống giả chết. Bởi vì bọn họ phát hiện, chỉ cần nằm xuống nhận thua, Tô Hạo sẽ không động thủ nữa, mà những người bị đánh gã một lần, còn đứng dậy, sẽ bị đánh càng thảm hơn. Thấy không ai đứng dậy, Tô Hạo phủi phủi bụi trên người, trực tiếp đi ra ngoài. Trong lòng thì nghĩ đến, có cần đến địa bàn của học viên cấp 3, đánh cho bọn họ một trận. Như vậy một lần vất vả, cả đời nhàn nhã rồi, miễn cho ngày sau có đệ tử cấp 3, sau nữa là đệ tử cấp 4, đến tìm hắn gây phiền toái. Thời điểm đi ngang qua một tên học viên hóng chuyện, Tô Hạo dừng bước lại hỏi, đúng rồi, ta hỏi ngươi, học viên cấp 3 ở đâu? Thiếu niên kia chỉ tính đến hóng chuyện một chút, không ngờ bị Tô Hạo chặn lại hỏi thăm, hắn run giọng nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Hạo nhíu mày nói, ngươi không nghe rõ câu hỏi của ta à? Không không không, thiếu niên lập tức lắc đầu, vậy thì ngươi trả lời vấn đề của ta đi. Thiếu niên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thân thể càng ngày càng hạ xuống đất. Nói, đệ tử cấp 3 không có ở trong học viện nữa rồi, thời điểm khai giảng bọn họ bị đưa ra ngoài trú đóng. Đoán chừng phải đợi đến khi thi đấu, trước một tháng bọn họ sẽ trở về. Thì ra là thế, cảm ơn. Tô Hạo giật mình, nói cảm tạ một câu. Để lại thiếu niên đang ngây người nhìn, ta, cảm ơn ta, hắn cảm ơn ta. Rất nhanh, sự tích của Tô Hạo đã được lưu truyền khắp học viện. Không chỉ có đệ tử thảo luận chuyện này, mà đến cả lão sư cũng lao vào nghị luận. Lão Lưu, Ngô Hướng Võ ở lớp các ngươi làm ra đại sự rồi, nghe nói một mình hắn đánh gã toàn bộ đệ tử cấp 2. Chuyện này ngươi biết chưa? Mạc Phong Hoa thích nhất là mấy chuyện bát quái, vừa nhìn thấy lão Lưu liền nhịn không được đi đến. Đúng vậy à, lão Lưu, thời điểm ta nghe được, còn thiếu chút nữa trợn mắt rớt ra ngoài. Hơn nữa thiên tai của năm 2, Tiêu Ngọc Thư, nghe nói bị hai quyền đánh ngã, chậc chậc chậc. Phùng Mạn Nhi ở một bên cũng tấm tắc kêu kỳ lạ. Lão Lưu cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện này, thời điểm lão sư cấp 2 tới nói, ta mới biết được, đau đầu a. Thôi đi, Lão Lưu, được tiện nghi còn khoe mẽ, Ngô Hướng Võ làm ngươi nổi danh rồi. Chúng ta hâm mộ chết đi được, học viện chúng ta lâu đời như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên phát sinh chuyện này. Đệ tử cấp 1 đánh bại toàn bộ đệ tử cấp 2, một đấu 200, hơn nữa còn nhẹ nhàng chiến thắng. Không thể tưởng tượng nổi. Lão, Lưu, Ngô Hướng Võ lớp ngươi sẽ không phải là võ giả tinh anh chứ? Phùng Mạn Nhi đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Lão Lưu trầm tư một lát, chậm rãi nói, không bài trừ được loại khả năng này. Hơn nữa, cho dù võ giả tinh anh sơ giai cũng không làm được chuyện này. Theo suy đoán của ta, hắn ngoài trừ là võ giả tinh anh sơ giai ra, thì còn là thiên tài sinh ra vì chiến đấu. Hai người kinh ngạc đến ngây người, 10 tuổi lên võ giả tinh anh.
Cái này cũng quá khó tin rồi. Chuyện này có cần phải báo lên viện trưởng biết không? Lão Lưu lắc đầu nói, không cần, cứ đợi xem một chút. Tên tuổi Tô Hạo ở học viện Lăng Vân không có người nào không biết, cũng không có người dám chạy đến gây sự. Người trực tiếp hưởng lợi từ chuyện này nhất là Tô Hạo. Hắn có thể tùy tâm tùy ý làm chuyện của mình mà không cần phải lo người khác chạy tới quấy rầy. Gián tiếp được lời là Tiểu Béo cùng Hà Thanh Thanh. Dưới sự tuyên truyền của Tiểu Béo, tất cả đều biết hắn cùng Hà Thanh Thanh đều là bạn tốt của Ngô Hướng Võ. Người còn lại là Thanh Mai Trúc Mã, vì vậy, mượn tên tuổi của Tô Hạo, không dám người nào dám gây khó dễ cho họ. Hết thảy mọi thứ thuận lợi như Tô Hạo nghĩ, chỉ cần có thể đem mọi người đánh phục, thì phiền toái sẽ ít đi rất nhiều, lúc đó có thể chuyên tâm làm việc mình thích. Tô Hạo đối với cái thế giới này cũng hết sức hiếu kỳ, hắn bức thiết muốn biết thêm càng nhiều tri thức hơn NGOX. Mỗi khi học được một thứ mới, hắn đều cảm nhận được sự kỳ diệu về tư tưởng của tiền nhân, mà từ đó, từ trong sâu linh hồn của hắn tuôn ra cảm giác vui sướng, loại cảm giác này đã trở thành động lực cho hắn không ngừng thăm dò. Sinh hoạt được nửa năm, làm cho hắn đối với học viện võ giả Lăng Vân hiểu rất rõ, hắn còn ở đây tìm được bảo tàng chi địa cho mình là thư viện Lăng Vân. Từ lúc kết thúc khóa huấn luyện, Tô Hạo mỗi ngày đều có nửa ngày để làm chuyện của mình, vì vậy, buổi sáng hắn sẽ đến lớp học tập, huấn luyện, buổi chiều thì ở trong thư viện xem đủ loại truyện ký. Huyết khí sơ giai, hung thú giám, bản đồ Lăng Vân Trấn, bản đồ phụ cận, sử ký Vũ Vương chinh chiến, nhân tộc hủy diệt cùng trùng sinh. Thăm dò sự huyền bí của hung thú, tiềm lực thân thể, huyết mạch, dị lực, quỷ dị ở trong tự nhiên, bắc nguyên thần bí, vân vân. Nhiều vô số, lần đầu tiên Tô Hạo đi đến thư viện chính là đem tất cả sách này đều lật một lần. Thu vào hệ thống để tiến hành bảo tồn, sau đó mới cầm lấy một quyển mà bản thân có hứng thú nhất, bắt đầu đọc. Thời điểm Tô Hạo đọc sách thì đã xảy ra một việc nhỏ đan xen. Trong thư viện, ngoài trừ Tô Hạo ra còn có ba người, thấy Tô Hạo lật sách rất nhanh, ba người lập tức nhìn Tô Hạo với ánh mắt nhìn người điên. Nhưng mà các nàng cũng nhận ra Tô Hạo, biết rõ người này là táo bạo phi nhân Ngô Hướng Võ, không dễ chọc, vì vậy đều cách rất xa. Lúc sau, có một nữ hài e lệ nhút nhát, đi tới, cúi đầu yếu ớt, dùng giọng nói như muỗi mà nói, xin chào. Cái gì? Tô Hạo lúc đầu nghe không rõ, dừng tay lại, nghi hoặc nhìn nữ tử có khuôn mặt tinh xảo này. Nhưng chỉ mới nhìn qua, thiếu chút nữa đã đem tiểu cô nương này dọa cho khóc. Hai tay tiểu cô nương khẩn trương nắm vào góc áo, nỗ lực đối mặt với đại ma vương, giọng nói yếu ớt mang theo chút nức nở nói, cái kia, mời người không nên trà đạp thư tịch. Tô Hạo nhìn tiểu cô nương này, lại nhìn cuốn sách ở trong tay, vừa nãy lật khá nhanh, nên cuốn sách có chút nhăn nhúm, hắn lập tức minh bạch, có lẽ hành vi của mình đã bị người ta hiểu lầm. Nhưng mà hắn cũng không có rảnh đi giải thích, hơn nữa giải thích cũng không ai tin. Hắn cố ý sụ mặt xuống, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, lạnh lùng nói, nữ hài, ngươi muốn quản chuyện của ta sao? Ô à, không nghĩ tới tiểu cô nương này lại bị dọa sợ, vậy mà khóc giống lên. Hai nữ tử còn lại, nhìn thấy nàng khóc liền xông qua, cầm thư tịch ở trong tay ném về phía Tô Hạo, sau đó liền mang theo tiểu cô nương đang khóc chạy ra xa. Sau khi chạy ra ngoài, xác định táo bạo phi nhân Ngô Hướng Võ không đuổi theo, hai người mới buông tiểu cô nương này ra, từng ngụm thở hổn hển. Quá dọa người rồi, thật đáng sợ. Táo bạo phi nhân Ngô Hướng Võ, quả thật đáng sợ như trong truyền thuyết vậy. Cũng quá hù chết ta rồi, may mắn chúng ta chạy nhanh. Sau đó cả hai quay đầu nhìn tiểu cô nương bị dọa khóc, nói, Tiểu Mai, bình thường là gan của ngươi nhỏ lắm, sao lại đi lên trêu chọc tên này vậy? Thiếu chút nữa chúng ta xong đời rồi. Tiểu Mai nức nở nói, ta không biết, ta chỉ nhìn thấy hắn trà đạp thư tịch, muốn đi lên nhắc nhở một chút. Hai đồng bạn có chút im lặng nhìn nhau, vị nữ hài này cái gì cũng tốt, chỉ có điều nàng coi sách như mạng, vì vậy mới cảm thấy đang thương cho mấy quyển sách nằm trong tay Tô Hạo. Ở trong thư viện, Tô Hạo nhìn thấy ba người chạy như bay, hắn cũng không đuổi theo, đứng im một chỗ, sờ lên khuôn mặt mình, lẩm bẩm nói, ta đáng sợ như vậy sao? Chương 40, đệ tử cấp 3, 1. Mặt trời lên, mặt trời lặn, thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Chớp mắt thôi, 3 tháng đã trôi qua. Bên trong thư viện Lăng Vân, Tô Hạo đang đọc trang cuối cùng của Sự Ảo Diệu Của Thân Thể, phía trên chỉ có một câu. Tất cả bí mật,
đều ẩn chứa ở trong thân thể chúng ta, sẽ có một ngày chúng ta nhận biết mình. Tô Hạo đem cuốn sách khép lại, đặt lại chỗ cũ. Nữ hài tử bị dọa khóc 3 tháng trước cũng đang ở đây đọc một quyển sách, lẳng lặng đọc. Ánh mặt trời chiếu qua phía cửa sổ, chiếu sáng êm dịu, chiếu rọi trên mặt nàng, khiến nàng điềm tĩnh như một vị thiên sứ. Tô Hạo rất ưa thích hoàn cảnh của thư viện Lăng Vân, vì vậy mỗi buổi chiều hắn đều chạy đến đây đọc sách. Mỗi một ngày, hắn ở thư viện đều có thể nhìn thấy cô bé này, bề ngoài nhìn qua thì là một nữ hài vô cùng yếu, đuối, từ đồng bọn của nàng mới biết được, nàng tên là Tiểu Mai. Điểm thú vị mà Tô Hạo cảm thấy ở tiểu cô nương này là, sau ngày đầu tiên bị hắn dọa khóc, thì ngay hôm sau nàng vẫn còn dám tới. Nhìn thấy hắn đọc sách cũng không hề tránh đi, thật không biết tiểu cô nương này nhát gan hay gan lớn nữa. Có một điều có thể chắc chắn là, nữ hài tên Tiểu Mai này rất yêu thích đọc sách, nói một cách khác, nàng rất ưa thích tri thức. Chỉ bằng điểm này thôi, Tô Hạo đã có một tia hảo cảm với nàng. Mà tia hảo cảm này cũng không phải là tình yêu nam nữ, cũng không phải do cô bé này đẹp, mà do Tô Hạo đối với học giả vô cùng sùng bái, đối với người đi tìm tri thức cũng vô cùng tôn kính. Những người như vậy có thể làm thế giới càng ngày càng tốt đẹp hơn. Có thể đoán được rất nhiều năm sau, tiểu cô nương tên là Tiểu Mai này sẽ trở thành một học giả được người đời tôn kính. Tô Hạo nhập thiền, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào quả cầu không gian, mở ra trạng thái thông tin của thân thể. Tuổi, 10 tuổi lẻ 4 tháng, chiều cao 153cm, cân nặng 53kg, trạng thái thân thể, khỏe mạnh, đẳng cấp, võ giả tinh anh cao đoạn, huyết khí tinh anh 40, vũ khí thuần thục, trụ cột đao thuật tinh thông, trụ cột chiến đấu tinh thông, trụ cột tấm thuẫn tinh thông, trụ cột chiến phủ diều thuần thục, trụ cột chiến trùy thuần thục, chiến kỹ trụ cột, thăng không quyền tuyệt kỹ, thuẫn kích tinh thông, chém ngang tinh thông, quỷ thứ thuần thục, cương lực quyền thuần thục, húc thuần thục, nhảy lên chém thuần thục, bộ pháp trụ cột tinh thông, hoạt ảnh bộ tinh thông, chạy nhanh thuần thục, nhảy lên thuần thục, khống chế cường hóa, hàm số cường hóa huyết khí tinh thông, hàm số cường hóa cơ tinh thông, hàm số cường hóa xương thuần thục, hàm số cường hóa lục phủ ngũ tạng chưa có, hàm số cường hóa ngũ giác chưa có. Nửa năm nay, thứ biến hóa nhiều nhất của hắn chính là chiêu cao cùng cân nặng, không chỉ đột phá lên 1,5m, mà hắn còn cao thêm được 3cm, quả thật đáng mừng. Cứ như vậy, qua thêm vài năm nữa là hắn có thể cao lên được 1,8m, biến thành một cao phú xuất, tức là đẹp trai, nhà giàu. Theo thân thể lớn lên, cường độ thân thể của hắn cũng được tăng cao, vượt quá người bình thường, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Công lao lớn nhất thuộc về khống chế cường hóa. Dưới sự trợ giúp của hàm số cường hóa xương cùng hàm số cường hóa cơ, thân thể của hắn như được đắp mấy tấm da trâu, trở nên vô cùng rắn chắn, độ cứng của xương cốt có thể so với tinh cương. Nếu lấy một cây đao đâm vào người hắn, thì khả năng lớn, chính cây đao đó sẽ bị kẹt lại ở trong cơ bắp, không cách nào xâm nhập. Thân thể cường đại mang đến cho Tô Hạo một cảm giác vô cùng an toàn. Đối với chuyện có thể sống đến lúc trưởng thành hay không thì Tô Hạo tin mình sẽ làm được. Chỉ cần không chơi ngu thì lấy thực lực của hắn, không có khả năng bị người ta đơn giản giết chết. Về phần kiếp trước hắn chết vì bệnh tật thì cũng không lo lắng kiếp này lặp lại, có tiểu sáng thường xuyên đo đạc trạng thái thân thể thì cho dù có chút dị thường cũng kịp thời phát hiện. Bất quá lấy thân thể cường đại của hắn hiện giờ, bên nan y gặp hắn phải đi vòng qua. Thể cường đại cũng làm huyết khí của hắn tăng lên, từ 31 điểm lên đến 40 điểm. Có thể nói sức mạnh tăng thêm một đoạn. Về phía kỹ năng phía dưới, cũng được Tô Hạo phân loại làm cho dễ dàng quan sát. Trong những thứ kỹ năng này, thì Tô Hạo thích nhất thăng không quyền. Bởi vì nó có thể một quyền đem người ta đánh bay, cũng có thể tùy chỉnh lực tay mà gây nên độ sát thương khác nhau. Đây là một thần kỹ để ẩu đả, hơn nửa năm đánh đông dẹp bắc, khiến kỹ năng này của Tô Hạo thăng lên xuất thuần nhập hóa. Trong lúc Tô Hạo vui sướng nhìn số liệu của mình, thì Tiểu Béo đột nhiên chạy tới thư viện, tìm được Tô Hạo nói, Hướng Võ, Thanh Thanh xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Tô Hạo cả kinh, lập tức hướng về phía ngoài chạy tới, nhanh mang ta đi vừa nói chuyện. Tiểu Béo so với trước đây thì gây hơn một chút, lúc này mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn là bị người ta đánh một trận, hắn chạy nhanh ở phía trước Tô Hạo nửa bước dẫn đường, vừa đi vừa nói, Thanh Thanh bị một đám đệ tử cấp 3 vây lại, mấy đệ tử cấp 3 này có mười mấy người,
hiện tại đang chặn ngoài ký túc xá nữ sinh bên kia, có mấy nữ sinh đã bị đánh hộc máu. Tô Hạo hỏi, Thanh Thanh thì sao? Tiểu Béo nói, Thanh Thanh hiện tại có lẽ không có chuyện gì, nhưng mà qua một hồi, cũng khó mà nói. Tô Hạo nhíu mày, đệ tử cấp 3 không phải còn đóng quân ngoài khu dã ngoại sao, làm sao lại xuất hiện ở trong học viện? Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói từ đâu cho ta nghe xem. Tiểu Béo kỳ quái nhìn Tô Hạo nói, đệ tử cấp 3 đã trở lại được vài ngày rồi, ngươi sao lại không biết? Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Nhật ký Thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.